Dạ xin kính chào toàn thể hội thánh. Dạ xin chào hết thảy ông bà anh chị em đang nhóm lại với hội thánh Thiên Ái ở trên phòng Zoom cũng như là trên Facebook. Dạ thì giờ này để bước vào chương trình thờ phượng Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, qua bạn Trinh sẽ là người hướng dẫn và xin mời hội thánh hiệp ý với cô Đỗi sẽ dâng lời cầu nguyện cho buổi tối ngày hôm nay. Xin mời cô Đỗi ạ. Chuẩn bị đứng dậy, tôi xin phép được cầu nguyện. Cái lạy Chúa, cái yêu của chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn thì giờ phước hạnh mà chúng con được, Chúa cho chúng con được nhóm lại ở trên Zoom, ở trên Facebook. Lạy Chúa, chúng con rất là biết ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng buổi chiều hôm nay chúng con rất là được phước hạnh khi chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài, gặp gỡ Ngài. Chúng con được xưng công bình nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, và nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu mà chúng con được dạng dĩ vào nơi chí thánh của Ngài. Ngay giờ phút này chúng con thờ phượng Chúa, chúng con gặp gỡ Chúa để rồi Chúa dẫn dắt chúng con vào nơi chí thánh của Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện để buổi tối hôm nay con cầu nguyện xin Chúa sức dầu cho bé Trinh để lại hướng dẫn thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay, cho em được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài, để cho em được ơn càng thêm ơn và phước càng thêm phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa ngày ban phước để sức dầu cho em để đánh đàn thờ phượng Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện để Chúa bảo vệ gìn giữ hai em trong sự bình an của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Đầy Chúa, con cầu nguyện Chúa sức dầu cho thầy chúng con. Chúa đặt lòng khao khát trên mỗi chúng con để thì giờ chúng con thờ phượng Chúa, chúng con được khao khát ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng con khao khát để chúng con thờ phượng Chúa, chúng con tôn cao Ngài, chúng con chúc tụng Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ngài sức dầu cho thầy Khải là người hướng dẫn để rồi giờ hướng dẫn cho chúng con, hướng dẫn để rồi chúng con thờ phượng Ngài nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài đầy dẫy trên chúng con, ngài sức dầu cho hết thảy chúng con và làm cho lòng của chúng con đón nhận lời của Chúa. Xin cho lỗ tai chúng con nghe lời của Ngài, xin cho lòng của chúng con đón nhận lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ngài sức dầu cho đầy tớ của Chúa là mục sư Arun và cô Ruter là người chuyển ngữ. Xin Chúa xin sức dầu cho ông bà mục sư được đầy ơn của Ngài, đầy sự sức dầu mới của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin huyết của Chúa Giêsu Christ bao phủ đầy hai đầy tớ của Chúa, bao phủ từ đỉnh đầu cho đến gót chân, bao phủ gia đình của đầy tớ Chúa, bao phủ cho con của đầy tớ Chúa, đồ vật tài sản của đầy tớ Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi Chúa dẫn dắt chúng con để là chúng con học ham thích học lời của Ngài, chúng con yêu mến lời của Ngài. Xin Chúa thì giờ này ngài mở mắt chúng con, mở tâm, mở trí, mở lòng chúng con ra để chúng con nghe thờ của Ngài, chúng con đón nhận lời của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng con buổi tối hôm nay ở trong cánh tay yêu thương quyền năng của Chúa. Tạ ơn Chúa, chúng con nói rằng yêu Ngài, chúng con yêu Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm Chúa, cảm cô đổi, chúc phước cô đổi. Dạ, xin mời bạn Trinh ạ. Chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta hãy đến với Chúa một cách riêng tư, nói với Chúa rằng: Ê Ba ơi, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Chúa Ngài, chúng con yêu Ngài biết bao. Chúng Chúa Ngài đến hiện diện trong thời giờ mà chúng con cầu nguyện này. Những lửa thiêng thánh của Ngài hãy đến trong đời sống của chúng con. Chúng mà Chúa, chúng ta hãy xưng tội của mình ra. Chúa thì nói thì sẽ tha thứ và tiến sứ phạm khỏi thầy mạng. Giờ này xin mời của Chúa Ngài khi chúng ta ngồi đầu tiên thì cầu nguyện những xưng tội lỗi của mình, xưng tội ra thì xin Chúa Ngài tha thứ chúng ta. Hallelujah. Thank you.
con lợi thêm dòng của Ngài. Và chúng con muốn nói với Ngài rằng lửa linh thánh của Ngài này đốt cháy hết tất cả những gì xấu xa trong đời của chúng con. Nhìn gió thôi đến nơi nào, ngọn nơi
ngừng chơi buồn lên sẽ sớm ngâm ngâm lòng tôi buồn lên sẽ sớm chơi trong lòng tôi nhưng chưa chi đến khi nào lòng người khát khao gặp Chúa tình thương vừa chơi chiều sang linh hồn tôi lượt lên chơi trong tôi chơi lên người sống hồi đến nơi đó góp hồi nơi đây vừa chơi tâm tôi chơi lên người sống chơi theo luôn gió biến đổi đời tôi gió vui đến nơi nào ngọn lửa đang bùng cháy buồn lên sự sống nồng nồng lòng tôi buồn lên sự sống cháy trong lòng tôi để chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao gặp chúa tình thương vừa cháy chiều xa linh hồn tôi lập lên mưa chảy trôi chảy lên mình gió chảy trôi chảy trôi nơi gió trời nơi đang chơi thổi cháy tâm tôi chảy con gió chảy theo lòng nơi nhớ buồn chơi lên vì sao thôi đến nơi đây gió thổi đến nơi đây vừa chơi tâm tôi chơi theo luôn gió biến đổi đời tôi sống theo lời Chúa sống này để chúng con ra đi trao dẫn.
xin con đem niềm yêu thương đến cho mọi người. Nguyện xin Chúa sử dụng chính đời sống của chúng con, biệt riêng chúng con ra để chúng con được trở nên thánh. Nguyện chúng con là chúng ta của Chúa. Cầu tin Chúa ban cho trong con em và ngày làm vận chuyển từng ngày bao ước nguyện chúng con đôi nên yêu ngày thêm sắc son. Cha ơi, chúng chính ở đây linh hồn con trông mong theo thao chính ngài Chúa đời. Chỉ từ ngày thôi bởi dòng huyết máu Chúa tuôn làm con được người có tin Chúa phán dòng máu chúng con, có tin Chúa phán trong tâm con từng con nơi vang vọng trong từng hồn để bao ước nguyện chúng con muốn nên yêu ngày đêm sắc son. Cha ơi, chúng chính ở đây tâm buồn thầm trong mong khao khát chính là Chúa đời con này. Chỉ thuộc ngày thôi bởi dòng huyết máu Chúa tuôn làm con được sai của chúng con được như là thấy rất thấy cho ngài. Dù Chúa ơi xin Chúa hãy dùng con theo ý muốn Cha hoàn toàn, để con theo lối ngay trong lời Cha, để con như đó chưa sẵn như ấy mới làm. Dù đêm đến những nỗi trái buồn, nguyện đời con tin Cha luôn niềm cười và là minh chứng của lòng ngó tin Chúa. Có tin Chúa ban cho tâm con tin con ngày bằng tin chúng từng ngày bao ước nguyện trong con luôn mến yêu ngày đêm sắc son. Cha ơi, chúng chính nơi đây tâm buồn con chưa mong cao khá chính Chúa đời con này. Chỉ ngày thôi bởi dòng huyết máu Chúa tuôn làm con. Chúng ta đặt một cánh tay trên tấm lòng và nói rằng rất hay cho ngài. Từ sự Chúa xin Chúa dùng con hoàn toàn, dạy con theo lối ngay trong lời Cha. Xin Chúa, xin Chúa hãy dùng con theo ý muốn Cha hoàn toàn, dạy con theo lối ngay trong lời Cha để con như đó chưa sẵn. Nguyện đời con tin Cha luôn niềm cười và lòng vinh hạnh luôn chờ chúng con. Nguyện đời con tin Cha luôn niềm cười và lòng vinh hạnh. Nguyện đời con tin Cha luôn niềm cười và lòng vinh hạnh xin Cha. Chúng con dành cho Chúa những từ
lễ tốt đẹp buổi sáng với chúng con. Chúa là nguyện đời chúng con kiếm cha niệm từ, muốn người sẽ được lòng buổi lễ của chúng con. Amen.
Cảm Chúa, cảm ơn Ngọc Trinh. Chúa ban phước lại cho con. Dạ thì giờ này chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua mục sư Arun và cô Ruter. Dạ xin mời mục sư ạ. And this is your turn. Yes. Shalom, shalom semuanya. Shalom hết thảy quý ông bà anh chị em. Senang sekali sore ini kita bisa beribadah memuji Tuhan bersama-sama. À, thật là vui vì buổi tối hôm nay chúng ta lại có thể cùng ngợi khen thờ phượng Chúa chung với nhau. Sore ini ada yang spesial karena worship leader-nya ada adiknya, pasti adiknya itu wajahnya mirip untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Buổi tối hôm nay có một điều đặc biệt là người hướng dẫn thờ phượng của chúng ta có dẫn các em mình ngồi bên cạnh, tôi nghĩ đó là em của Trinh ngồi bên cạnh để cùng thờ phượng chung với chúng ta. Saudara jangan dilihat sederhananya mereka, tetapi lihat hati anak-anak kecil ini rindu untuk memuji Allah, meskipun mungkin anak kecil tidak bisa memuji sempurna seperti orang dewasa, tetapi hatinya memuji Allah. Và chúng ta đừng nhìn bên ngoài các em đơn sơ như thế nào, nhưng mà trong tấm lòng của các em đang thờ phượng Chúa, đang ngợi khen Chúa. Saya percaya Allah sangat disukakan dengan pujian penyembahan ini. Và tôi tin chắc rằng chính Chúa Ngài cũng rất là vui lòng với sự ngợi khen thờ phượng này. Amen, saudara. Amen, không ạ. Baik, saudara, puji Tuhan. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Và ngợi khen Chúa, tôi tin chắc rằng sự hiện diện của Chúa ở cùng với chúng ta tối hôm nay. Meskipun kita berbeda-beda tempatnya, tetapi kita disatukan di Zoom meeting ini dan hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita. Mặc dù chúng ta ở những nơi khác nhau, nhưng mà chính Chúa đã gom bó chúng ta lại, hiệp chúng ta lại, và sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng chúng ta. Saudara, saya menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita ini saat ini di masa social media, di mana banyak orang memposting, mempublikasikan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada publik di media sosial. À, chúng ta ngày hôm nay đang sống ở trong thời đại của mạng xã hội, và có nhiều người thì họ sẽ đăng lên những điều thuộc về bản thân họ lên cho trên mạng xã hội và mọi người đều biết. Dan puji Tuhan, karena kemajuan teknologi kita bisa tetap beribadah bersama-sama meskipun selama beberapa tahun ini, terakhir ini, kita tidak bisa bersatu bersama di satu tempat untuk beribadah menyembah Allah bersama. Và chúng ta cũng ngợi khen Chúa, tạ ơn Ngài bởi vì những sự tiến bộ về mặt kỹ thuật, mà mặc dù trong 2 năm vừa qua chúng ta không thể nào nhóm nhau lại như trước đây, hiệp lại để cùng thờ phượng Chúa tại một chỗ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những buổi nhóm như thế này. Ternyata pandemi COVID ini ada sisi hal yang kita bisa pelajari. Thật ra qua đại dịch này thì có những điều mà chúng ta có thể học được. Bahwa kita dipaksa seakan-akan tidak bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat untuk beribadah, tetapi meskipun kita berlainan tempat, kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Một điều rõ ràng nhất đó là mặc dù chúng ta ở những nơi khác nhau, những địa điểm khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiệp lại để có thể có một buổi nhóm chung với nhau được. Nah, meskipun kemarin saya menyampaikan bahwa ada banyak motivasi orang, mereka memposting hal-hal pribadi maupun kegiatan-kegiatan gereja di dalam social media. Giống như tôi đã từng chia sẻ thì có nhiều người khi mà họ đăng những trạng thái hay hình ảnh video của họ lên trên mạng xã hội thì có nhiều động cơ khác nhau. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan social media yang kita gunakan. Và đối với mạng xã hội mà chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay thì không có gì là sai trật hết. Yang Allah perhatikan adalah motivasi hati kita. Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào đó là động cơ chúng ta khi chúng ta làm mọi việc. Dan meskipun hari-hari ini di Vietnam sudah mulai terbuka, ibadah bisa diizinkan, orang bisa bersekutu bersama-sama. Mặc dù là trong những ngày này thì ở tại Việt Nam chúng ta đã bắt đầu mở cửa trở lại và chúng ta đã có thể nhóm nhau lại như trước. Tetapi saya mau sampaikan, saya ingin meng-encourage kita semuanya supaya gereja, khususnya di Kamong, meskipun bisa beribadah secara onsite, tetap saja lakukan ibadah secara online juga. Jadi secara hybrid.
baik onsite maupun online. Nhưng mà tôi vẫn muốn khích lệ Hội Thánh Chúa, đặc biệt là Hội Thánh Thiên Ái tại Cà Mau. Mặc dù chúng ta đã có thể đến Hội Thánh để có thể thờ phượng Chúa lại như trước, nhưng mà chúng ta cũng hãy giữ những buổi nhóm trực tuyến như thế này. Chúng ta thực hiện song song buổi nhóm tại Hội Thánh của mình cũng như là buổi nhóm trực tuyến như thế này. Gunakan kemajuan teknologi ini di media sosial ini untuk menjangkau semakin banyak orang. Chúng ta hãy sử dụng những tiến bộ kỹ thuật ngày hôm nay chúng ta đang có đó để mà có thể vươn ra đến càng nhiều người càng tốt. Lewat ibadah secara hybrid ini baik secara onsite maupun online ada banyak batasan-batasan yang tidak bisa dihalangi. Artinya ibadah secara online ini berita firman Tuhan itu bisa menyeberang sampai ke bangsa lain, ke negara lain, ke orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit dan lain sebagainya. Maksudnya kalau online itu bisa menjangkau lebih banyak. Tidak ada batasan yang membatasi dibandingkan secara onsite saja. Iya. Và đối với hình thức chúng ta nhóm trực tuyến như thế này thì chúng ta có thể vượt qua những giới hạn về địa lý, về không gian. Chúng ta có thể vươn đến nhiều người ở những nơi khác nhau, không chỉ là ở tại đất nước của mình và ở trên khắp thế giới nữa. Mungkin ada orang-orang di belahan negara lain, ada orang-orang komunitas Vietnamese di luar Vietnam, Vietnamese diaspora maksud saya, mereka juga bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini. Và đối với những cộng đồng người Việt ở những đất nước khác thì họ vẫn có thể tham gia những buổi nhóm với chúng ta như thế này được. Là những người đang sống ở các đất nước khác họ cũng đã tham gia với chúng ta được. Pada saat saudara berdoa, berpuasa setiap hari pagi, sekarang jadwalnya pagi ya, mungkin ada permohonan-permohonan doa yang ditulis lewat chat Facebook atau Zoom meeting dan saudara bisa mendoakan setiap permohonan-permohonan doa dari banyak orang. Và có thể là trong những buổi cầu nguyện kiêng ăn của chúng ta vào các buổi sáng đó thì có những nhu cầu, những điều mà con cái Chúa cần Hội Thánh cầu thay cho thì họ có thể gửi cho chúng ta qua phần chat ở trên Facebook hay là trên Zoom như thế này và chúng ta có thể biết những nhu cầu của anh chị em mình mà cầu thay. Dan hari-hari ini khususnya setelah masa pandemi COVID ini kecenderungan orang itu semakin banyak berinteraksi di dalam social media. Và càng về sau này, sau khi mà đặc biệt là sau thời kỳ đại dịch thì người ta có sự tương tác nhiều hơn ở trên mạng. Setiap orang bisa mengakses social media atau apapun yang bersifat dengan internet, mereka bisa mendapatkan pengaruh yang baik maupun pengaruh yang jahat. Và mọi người đều có thể vô internet được và cũng từ đó họ sẽ nhận lấy được những ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực. Nah, kalau gereja memanfaatkan kemajuan teknologi ini, kita nggak sekedar Zoom meeting tanpa ada live streaming, kita pakai kedua-duanya, maka berkat firman Tuhan itu bisa diterima oleh banyak orang, bisa mempengaruhi banyak orang. Và việc chúng ta đang làm là không chỉ có những buổi nhóm trên Zoom như thế này mà chúng ta còn live stream ở trên Facebook nữa thì sứ điệp đến từ lời của Chúa có thể đến được với nhiều người và đem đến ảnh hưởng tích cực lên trên họ. Saya yakin motivasi kita bukan untuk peninggian nama gereja kita, bukan untuk kemuliaan diri kita masing-masing, tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah pelajari, semata-mata semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Và tôi tin chắc rằng những điều mà Hội Thánh của quý ông bà anh chị em đang làm là không phải bởi vì động cơ là hướng đến bản thân mình hay là làm cho Hội Thánh mình ngày càng trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn. Nhưng mà giống như lời Chúa chúng ta đã học chung với nhau, chúng ta làm mọi việc đó là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta tôn cao Chúa của chúng ta. Amen. Amen. Saya belum kita masuk kepada bahasan kita sore ini, saya mau ajak sekali lagi kita untuk berdoa. Và trước khi chúng ta bước vào phần học kinh thánh của chúng ta buổi tối hôm nay, thì tôi muốn hết thảy chúng ta hãy đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Xin chúng ta hãy đến với Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình. Sore hari ini ya Tuhan yang hidup. Lạy Chúa buổi chiều tối hôm nay.
Kami datang dengan segenap hati kami. Chúng con hết lòng đến với Ngài. Kami datang dengan kerinduan untuk berjumpa denganmu sendiri ya Bapa. Chúng con đến với lòng mong muốn khao khát là được gặp gỡ chính mình Ngài. Kami rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Chúng con khao khát học biết về lẽ thật của Chúa buổi tối hôm nay. Sungguh Tuhan bukan karena kemampuan kami, bukan karena hikmat manusia kami, kami bisa memahami akan kehendak-Mu. Và thật sự không phải bởi sự khôn ngoan riêng của chúng con, sự hiểu biết riêng của chúng con, mà chúng con có thể biết được đường lối của Ngài. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah yang hidup. Lạy Chúa hằng sống, chúng con hạ mình xuống trước mặt Ngài. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan hikmat, sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Nguyện chính Đức Thánh Linh là đấng ban cho chúng con sự khôn ngoan, hầu cho chúng con có thể hiểu được lẽ thật đến từ nơi lời của chính mình Ngài. Dan biarlah firman-Mu itu berbicara dalam hati kami masing-masing, mengubahkan kami, meneguhkan kami, dan membangun iman kami. Và nguyện cho chính lời của Chúa đó sẽ đến trên tấm lòng của mỗi một chúng con và cho chúng con có sự biến đổi, cho chúng con có sự tăng trưởng lên trong đức tin của mình. Sebelum hamba-Mu berbicara tentang kebenaran firman-Mu malam hari ini. Và trước khi tôi tới Ngài chia sẻ lời của Chúa buổi tối hôm nay, hamba rindu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada malam hari ini. Tôi tới Ngài cũng muốn cầu nguyện cho hết thảy con cái Chúa ở bất kỳ nơi nào họ đang có mặt ngay thời giờ này. Dalam segala pergumulan hidup mereka ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat mereka seorang demi seorang. Trong tất cả mọi chương trình, mọi ý định, mọi dự định của họ trong cuộc sống của họ, nguyện xin Chúa đến và đến thăm viếng họ. Bila malam hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Và buổi tối hôm nay giữa vòng chúng con có ai đang đau ốm bệnh tật, nguyện xin Chúa là đấng đến động chạm và chữa lành. Bila malam hari ini ada anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan berat, biarlah hati mereka diteguhkan dan biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan yang hidup. Và buổi tối hôm nay nếu giữa vòng anh chị em chúng con có ai đang gặp phải những nan đề lớn nặng nề, nguyện xin Chúa cho họ có một lòng tin cậy nơi chính mình Ngài và trao phó nó cho Ngài. Terima kasih ya Tuhan. Chúng con cảm ơn Chúa. Kami percaya hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Chúng con tin chắc rằng sự hiện diện của Ngài ở cùng với chúng con. Dan Tuhan pasti memberkati pendalaman Alkitab study Bible kami sore hari. Và chúng con tin chắc rằng Ngài ban phước cho thời giờ chúng con học hỏi lời Chúa buổi tối hôm nay. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amin. Amin. Saudaraku, kemarin saya menyampaikan mengenai hal berdoa. Thưa quý ông bà anh chị em, tuần trước thì tôi đã chia sẻ về việc cầu nguyện. Saya sedikit akan mengulas tidak panjang karena waktu saya kemarin kehabisan, saya nggak sampai menyelesaikan secara baik di bagian akhir. Và tại vì tuần trước tôi hết thời gian nên bữa nay tôi muốn nhắc lại một phần trong cái phần mà tôi muốn chia sẻ tuần trước. Sebelum malam hari ini, topik yang akan kita bahas mengenai puasa. Và buổi tối hôm nay, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng học chung với nhau là về sự kiêng ăn. Saya ingin mengajak kita untuk melihat secara cepat bagian doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Nhưng mà trước khi chúng ta học về sự kiêng ăn đó, thì chúng ta hãy cùng xem lại lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ của Ngài. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Và từ câu số 9 cho đến câu số 13 thì Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài về lời cầu nguyện với Cha. Di ayat yang ke-9, Yesus mengatakan dalam doanya itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Trong câu số 9 thì Chúa Giê-xu đã nói rằng các ngươi hãy cầu nguyện như vậy, lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Artinya bagi kita, bagi orang percaya, Allah itu adalah Bapa kita. Điều đó có nghĩa là đối với chúng ta là những người tin Chúa thì Đức Chúa Trời chính là Cha của chúng ta. Jadi doa itu bukan sekedar praktek-praktek agama saja, tetapi doa itu merupakan relationship, intimacy dengan Bapa surgawi. Bởi vậy nên sự cầu nguyện của chúng ta không phải là một hành động mang tính tôn giáo, nhưng mà đó là một điều thể hiện mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Cha của chúng ta.
Dan yakinlah Allahmu yang tak kelihatan itu, meskipun dia tak kelihatan, dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi setiap anak-anaknya, dan rindu anak-anaknya bergaul intim dengan dia. Và chúng ta cũng phải biết rõ rằng Đức Chúa Trời là đấng mà chúng mắt thường chúng ta không thể thấy được đó. Ngài là một người cha yêu thương con cái của mình, yêu thương hết thảy chúng ta. Và Ngài muốn hết thảy con cái Ngài có mối tương giao mật thiết với chính mình Ngài. Sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita berbeda-beda gereja, meskipun kita berbeda-beda mungkin pandangan teologisnya, tetapi kita disatukan di dalam nama Kristus Yesus bahwa Allah adalah Bapa kita. Mặc dù có thể chúng ta là những cơ đốc nhân ở trong các hội thánh khác nhau và chúng ta có thể có những quan điểm thần học khác nhau, nhưng mà trong danh của Chúa Jesus Christ chúng ta là một. Oleh karena itu Yesus mengajarkan di dalam doa ini dia berkata, Bapa kami yang di sorga. Bởi vậy nên Chúa Jesus đã dạy chúng ta trong lời cầu nguyện này rằng chúng ta hãy cầu nguyện là lạy Cha chúng con ở trên trời. Kemudian di situ dikatakan di ayat 9 dikuduskanlah namamu. Ở phần sau của câu số 9 đã chép rằng danh Cha được thánh. Artinya Allah kita adalah Allah yang kudus. Điều đó có nghĩa là Cha của chúng ta là đấng thánh. Bapa yang penuh belas kasihan, tetapi ingat juga Bapa kita adalah Allah yang kudus, yang layak untuk menerima hormat dan saat kita datang dengan hati yang penuh kegentaran. Yeah. Đức Chúa Trời là một đấng giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng là đấng thánh khiết và xứng đáng nhận lấy mọi sự tôn quý cao trọng. Và khi chúng ta đến trước mặt Ngài thì chúng ta phải đến với sự kính kiền. Bila Allah kita, bila Bapa kita adalah Allah Bapa yang kudus, maka kita sebagai anak-anak-Nya seharusnya juga hidup kudus dan hidup benar, khususnya pada saat kita datang berhadapan dengan Dia. Và nếu như Cha của chúng ta là đấng thánh thì chúng ta là con cái Ngài, chúng ta cũng phải nên thánh, phải thánh khiết, phải ngay thẳng trước mặt Chúa, đặc biệt là khi chúng ta đến trước mặt Ngài. Kalau saudara masih mengingat pelajaran-pelajaran Matius pasal yang kelima yang keenam di awal-awal, saudara akan teringat bahwa Allah mau supaya anak-anak-Nya itu hatinya suci, hatinya benar di hadapan Dia. Và nếu như chúng ta nhớ lại những phần học Kinh Thánh chúng ta đã học ở trong Matthew đoạn 5, đoạn 6 phần đầu đó, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha của chúng ta muốn con cái Ngài phải có một tấm lòng ngay thẳng và thánh khiết. Karena Allah kita kudus, maka setiap kita juga harus hidup kudus di hadapan-Nya. Bởi vì Đức Chúa Trời là Cha chúng ta là đấng thánh khiết, nên con cái Ngài là chúng ta đây cũng phải thánh khiết trước mặt Ngài. Karena tidak ada orang yang Allah hanya bisa dijumpai di dalam kekudusan pada saat kita hati kita salah, hati kita ada yang tidak benar, kita tidak akan mampu bisa menjumpai Allah. Và chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Chúa ở trong sự thánh khiết thôi. Nếu tấm lòng của chúng ta không có sự thánh khiết và ngay thẳng thì chúng ta không thể gặp gỡ Chúa được. Oleh karena itu, kita harus membereskan diri kita sebelum kita datang di hadapan Allah, karena Allah kudus, Dia layak untuk menerima segala hormat. Bởi vậy nên trước khi ra mắt Chúa, đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì chúng ta cần phải xem xét lại chính bản thân mình và khiến cho mình phải chắc chắn rằng mình ngay thẳng và thánh khiết trước mặt Chúa. Dan ayat yang ke-10 dikatakan di situ, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Câu số 10 chép rằng nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu rindu supaya bumi ini mengalami atau dipenuhi dengan hadirat Allah, dengan kedaulatan Allah. Là con cái Chúa thì chúng ta luôn mong muốn rằng sự hiện diện của Chúa sẽ đầy dẫy ở trên đất này, sẽ đầy dẫy sự tể trị của chính mình Ngài. Kita rindu supaya di bumi ini tidak ada kejahatan, kita pengen supaya ada tidak ada ketidakadilan, kita rindu supaya bumi ini dipenuhi dengan hal-hal yang baik dari kerajaan Allah itu. Và chúng ta mong muốn rằng trên đất này sẽ không có sự gian ác, sẽ không còn có những điều xấu xa, không công chính, mà mọi sự công chính, mọi sự đẹp đẽ tốt đẹp đến từ nơi Chúa sẽ đầy dẫy ở trên đất này. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Và đó là những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng có một điều chúng ta cũng cần phải nhớ đó là chúng ta được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Saya pernah menyampaikan hal ini bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan satu maksud, yaitu untuk merefleksikan natur Allah di dunia ini.
Và tôi đã từng chia sẻ với quý ông bạn chị em rằng chúng ta được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời với một mục đích là chúng ta là những người sẽ bày tỏ ra Đức Chúa Trời ở trong thế gian này. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus merefleksikan sifat-sifat atau karakter Kristus di muka dunia ini, di depan dunia ini. Và là con cái Chúa thì chúng ta phải là những người bày tỏ ra tâm tánh, những bản chất tốt đẹp của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Sehingga dunia, orang yang belum mengenal Allah akan melihat Allah, akan melihat kemuliaan Allah lewat cara hidup orang percaya. Còn cho những người chưa biết Chúa ở trong thế gian này, khi họ nhìn vào những người tin Chúa thì họ sẽ nhìn thấy được bản chất của Đức Chúa Trời cũng như là sự vinh quang của Ngài. Ingat, kita ini gereja, hidup kita ada bukan untuk diri kita sendiri. Chúng ta hãy nhớ rằng hội thánh có mặt ở trên đất này, trong thế gian này không phải là để dành cho cơ đốc nhân. Gereja itu ditebus oleh darah Kristus dengan satu maksud dan tujuan. Và hội thánh đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ bởi một mục đích. Allah mau supaya saudara dan saya dipakai menjadi alatnya bagi tujuan-tujuan kerajaan Allah. Mục đích của hội thánh đã được cứu chuộc đó là hội thánh sẽ được được chính mình Chúa Ngài sử dụng như là một phương tiện để bày tỏ vương quốc của Đức Chúa Trời ra. Ingat di Matius pasal yang kelima di dalam khotbah Yesus, Yesus juga mengingatkan bahwa kita ini garam dan terang dunia. Chúng ta cũng hãy nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thì trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Jadi dengan cara hidup orang percaya benar seperti kehidupan Kristus, kita memiliki karakter seperti kehidupan Kristus, maka dunia akan melihat Yesus lewat hidup kita. Orang dunia akan melihat Allah lewat cara hidup orang percaya. Và nếu như chúng ta là những cơ đốc nhân con cái Chúa, chúng ta có một đời sống ngay thẳng, có tâm tánh giống như Đấng Christ, bày tỏ Đấng Christ ra, thì những người chưa biết Chúa họ sẽ nhìn vào đời sống của chúng ta và nhìn thấy Đấng Christ, nhìn thấy Đức Chúa Trời. Jangan sampai kita rajin berdoa, kita rajin berkegiatan dalam hal-hal kegiatan gereja, tetapi kita tidak menunjukkan perbedaan hidup dengan orang-orang dunia. Và chúng ta cũng đừng chăm chăm trong chỉ là việc cầu nguyện, kiêng ăn, làm những hoạt động mang tính tôn giáo, mà trong đời sống chúng ta không bày tỏ ra chính Đấng Christ. Kita sebagai orang tebusan harus memiliki sifat yang berbeda dengan orang dunia. Chúng ta phải có thái độ, cách sống, cách hành xử khác biệt với những người chưa biết Chúa trong thế gian này. Ketika kita hidupnya tidak sama dengan dunia, maka dunia tidak akan melihat kemuliaan Allah lewat hidup kita. Nếu như cách sống của chúng ta, đời sống của chúng ta không khác gì với những người trong thế gian, thì người thế gian họ không thể nhìn thấy Chúa qua đời sống chúng ta được. Hanya pada saat kita merespon akan panggilan Yesus supaya kita menjadi garam dan terang dunia, maka kerajaan Allah, kehendak Allah itu akan terjadi di dalam di bumi ini lewat kehidupan anak-anak Tuhan juga. Chỉ khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa trở thành muối của đất và là sự sáng của thế gian, thì vương quốc của Chúa, sự tể trị của Chúa, ý muốn của Chúa mới được nên ở trên đất này. Di sini Tuhan Yesus mengajari bahwa ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ở đây Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta rằng có những điều chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể thực hiện được. Tetapi Allah yang adalah yang Allah yang luar biasa itu yang menciptakan kita serupa dengan gambarnya, memberikan kepada umatnya, kepada kita tanggung jawab juga di muka bumi ini. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng tuyệt diệu đó, Ngài đã tạo dựng nên con người, hầu cho con người cũng nhận lấy trách nhiệm ở trên đất này. Kemudian di ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rồi chúng ta sang đến câu số 11 trong lời cầu nguyện này. Chúa Giêsu dạy rằng hãy cầu nguyện là xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Banyak orang percaya, saya pernah sampaikan, kita ini berpikir bahwa Allah itu akan memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Tôi thường hay nói đến điều này, đó là có nhiều người là người tin Chúa, họ tin rằng Chúa sẽ làm theo mọi điều mà họ mong muốn. Kita hanya menjadikan Yesus bukan Tuhan dan Allah, tetapi kita menjadikan Yesus seperti, maaf, seperti ada film kartun itu anak-anak, Doraemon, yang pada saat
si siapa itu Naruto, lupa nama, Novita atau siapa itu membutuhkan sesuatu, Doraemon bisa keluarkan dari kantongnya itu untuk keinginannya Novita. Và chúng ta nếu mà có mong muốn Chúa là làm theo mọi ý muốn của chúng ta, mọi sự mong muốn của chúng ta, thì chúng ta đang xem Chúa không phải là Chúa là Đức Chúa Trời, mà tôi xin lỗi là chúng ta xem Chúa giống như là Doraemon ở trong phim hoạt hình Doraemon và Nobita đó. Khi nào mà Nobita cần cái gì thì Doraemon sẽ lấy từ trong bụng của mình ra cái thứ mà Nobita cần. Chúng ta xem Chúa giống như vậy đó. Jangan pernah jadikan Yesus seperti itu. Saya sering kali menyampaikan dalam khotbah saya, dalam pelajaran Bible study, bahwa seringkali orang percaya itu menjadikan Yesus hanya untuk pemenuh keinginan-keinginannya saja. Và chúng ta đừng để chính bản thân mình xem Chúa chỉ giống như là một đấng làm thỏa mãn mọi điều chúng ta mong muốn. Giống tôi đã từng nói đề này cho chia sẻ rất là nhiều về điều này ở trong những bài chia sẻ của tôi cũng như là trong giờ chúng ta cùng học Kinh Thánh chung với nhau. Ingat, Allah kita adalah Bapa. Chúng ta hãy nhớ rằng Cha, xin lỗi, Đức Chúa Trời của chúng ta là Cha. Dan kemarin kita sudah membahas bahkan Bapa tahu hati kita dan pikiran kita, bahkan sebelum kita berdoa, Dia tahu kebutuhan kita. Chúng ta cũng đã học chung với nhau rằng Cha của chúng ta là đấng biết rõ mọi điều chúng ta cần ngay cả khi trước khi chúng ta mở miệng ra để cầu xin Ngài. Dan Bapa yang baik akan mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Và Chúa là Cha nhân từ, Ngài sẽ chu cấp đủ đầy những gì mà con cái của Ngài cần. Tapi bukan berarti orang Kristen hanya berdoa tanpa bekerja dan pasti nanti Allah pelihara kita, enggak seperti itu maksudnya. Nhưng mà ý muốn nói ở đây không phải là cơ đốc nhân thì chỉ ngồi đó cầu nguyện chờ Chúa cho chu cấp nhu cầu thôi mà không cần phải làm gì hết. Orang Kristen harus giat bekerja, harus kuat, harus tahan banting dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan Allah adalah yang adalah Bapa kita akan memberkati pekerjaan kita dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Và cơ đốc nhân là những người phải là những người thật sự làm việc chăm chỉ, cật lực và luôn trao phó mọi điều mình làm, dâng trình lên cho Chúa. Và Chúa là đấng yêu thương, là Cha nhân từ, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con cái Ngài. Ingat prinsip kerajaan Allah yang saya pernah sampaikan pada saat prinsip kerajaan Allah, stewardship, itu bukan seberapa banyak saudara dan saya menerima, tetapi seberapa banyak saudara dan saya memberi. Và chúng ta hãy nhớ đến nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời mà tôi đã từng chia sẻ, đó là chúng ta đừng nghĩ đến việc là chúng ta đã nhận được bao nhiêu, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến việc là mình đã ban ra, đã cho đi được bao nhiêu. Bahayanya ada banyak orang-orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen juga, mereka mengukur standar kehidupannya itu dengan hal-hal yang materi. Meskipun mereka rajin berdoa, mereka di dalam pelayanan, tetapi melihat orang lain, mengukur orang lain dengan hal-hal yang materi saja. Nhưng mà có điều nguy hiểm đang xảy ra ngay cả giữa vòng cơ đốc nhân, đó là chúng ta thường lấy tiêu chuẩn về vật chất để mà đo lường người khác. Sehingga akibatnya ada banyak orang-orang Kristen berusaha untuk berkompetisi menunjukkan gaya hidup yang hedonis. Và hệ quả của việc đó là nhiều cơ đốc nhân họ ganh đua trong việc làm ăn buôn bán để mà họ có thật nhiều là tiền của vật chất để họ có thể hơn những người khác. Dari pagi saya berbicara kepada istri saya, kalau orang-orang bekerja secara businessman, mereka memang punya uang untuk bisa membeli barang-barang mewah, tetapi anehnya ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak para pendeta, mereka tidak berangkat dari businessman, mereka hanya full time di gereja, hidup dari berkat persembahan jemaat, tetapi gaya hidupnya tidak lebih dengan orang-orang businessman itu yang hedonism. Và tôi sáng nay mới chia sẻ với vợ tôi, tôi nói rằng nếu mà là thương nhân thì họ chắc chắn là họ có tiền của để họ mua cái này cái kia, họ có lối sống xa hoa thì đó là điều dễ hiểu. Nhưng mà có nhiều người là cơ đốc nhân, là tôi tới Chúa hầu việc Chúa trọn thời gian, nhưng mà cái cách sống của họ, lối sống của họ cũng không khác gì những cơ đốc nhân, xin lỗi, những thương nhân này. Họ chỉ sống là dựa vào sự trợ cấp đến từ hội thánh của mình thôi, nhưng mà cái lối sống của họ thì không khác gì những thương nhân giàu có tiền của ngoài kia.
Mereka menunjukkan punya baju yang bagus, mereka menunjukkan mereka memiliki mobil yang bagus sebagai tanda bahwa diberkati Allah. Kalau miskin itu tanda dikutuk Allah. Itu sesuatu yang salah dan tidak ada kaitannya sama sekali. Và những người hầu việc Chúa này thì họ bày tỏ ra là họ có quần áo đắt tiền, họ có xe hơi đắt tiền và họ xem là đó giống như là tiêu chuẩn, giống như là ơn phước mà họ đã nhận được từ nơi Chúa, và giống như là nếu mà được phước từ nơi Chúa nghĩa là có nhiều tiền của vật chất, còn nếu như nghèo khó là bị Chúa rủa sẻ vậy. Seharusnya ketika saudara dan saya diberkati secara finansial mungkin lebih baik, seharusnya gaya hidup kita tetap sederhana, tetapi pemberian kita bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan harus lebih lagi. Và nếu như Chúa là đấng ban phước cho tài chánh của chúng ta thì điều chúng ta cần phải làm theo ý kiến riêng của tôi đó là chúng ta cũng cái lối sống của chúng ta phải giữ là lối sống đơn giản đơn sơ thôi, nhưng mà việc chúng ta dâng lên cho Chúa thì ngày càng rời rộng hơn, nhiều hơn. Jadi jangan ragu-ragu saudara, pergumulanmu kepada Allah, mungkin hari ini engkau memiliki masalah secara finansial, teruslah bekerja secara keras, hidup disiplin, hidup sederhana, dan yakinlah bahwa Allah Bapa kita itu sanggup mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta đang gặp phải những nan đề, có những nan đề về tài chánh nữa, thì chúng ta cũng hãy hết lòng để tin cậy nơi Chúa và sống một đời sống, một lối sống thật là đơn sơ thôi, và hãy tin cậy rằng Chúa Ngài là đấng biết rõ những nhu cầu của chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu đó. Dan jangan ukur orang lain dengan hal-hal yang materi, karena seringkali kita ini melihat orang lain appearance-nya, tampilan luarnya, kita mengukur orang lain, engkau punya uang banyak atau enggak? Kalau engkau kaya, aku mau berteman. Kalau enggak, ya maaf, kita cukup jaga jarak saja. Và chúng ta cũng đừng đo lường người khác dựa trên vẻ bề ngoài của họ, vật chất của họ. Và chúng ta đừng có nói là anh có bao nhiêu tiền, anh có nhiều tiền không? Nếu anh có nhiều tiền thì tôi làm bạn với anh, còn anh không có nhiều tiền hả, thôi nha, chúng ta không làm bạn nữa nha. Chúng ta đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài hay là của cải vật chất để mà đoán xét người khác. Dan bagian terakhir, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, bukan bagian yang terakhir ini ya. Sorry. Và phần sau nữa trong lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy đó là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Di bagian Matius yang kelima kita sudah belajar bila engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, engkau memiliki kepahitan hati kepada orang lain, maka Bapa di surga tidak bisa mengampuni kita juga. Ở trong Matthew đoạn 5 thì chúng ta đã cùng học chung với nhau rằng nếu như chúng ta không có chịu tha thứ cho người khác thì cha của chúng ta ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Saudara, Tuhan itu ciptakan kita dengan memori, sesuatu yang luar biasa. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta với trí nhớ, trí não của chúng ta, và đó là điều tuyệt diệu. Kita tidak mungkin melupakan akan kesalahan orang lain atau orang lain yang sudah berbuat jahat kepada kita. Và chúng ta rất là khó để quên những điều xấu, những điều không tốt mà người ta đã làm đối với mình. Tetapi kita bisa memutuskan diri kita untuk mengampuninya, untuk melepaskan berkat kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara dan saya. Nhưng mà chúng ta có thể đưa ra quyết định tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, làm những điều xấu với mình, và công bố ơn phước của Chúa trên đời sống của những người đó. Kita tidak bisa datang ke gunung Tuhan yang kudus itu dengan hati yang menyimpan kepahitan hati dan tidak bisa mengampuni sesama kita. Chúng ta không thể lên trên núi thánh khiết của Chúa được nếu như trong lòng của chúng ta vẫn còn có sự căm giận đối với những người đã làm điều sai trật với chúng ta. Satu sisi juga, kita juga harus memiliki kerendahan hati untuk datang meminta maaf bila kita diingatkan kita sudah menyakiti saudara kita, menyakiti orang lain. Và ở một mặt khác thì chúng ta nếu là người làm sai hay là làm tổn thương người khác thì chúng ta cũng phải có sự khiêm nhường hạ mình để đến với người mà chúng ta đã làm tổn thương, làm tổn hại đó và xin sự tha thứ đến từ nơi họ. Kita ini orang Asia, seringkali sukar sekali untuk meminta maaf, meminta ampun kepada orang lain. Chúng ta là người châu Á nên có nhiều khi chúng ta thấy rất là khó để mở miệng ra mà xin lỗi hay là xin tự tha thứ từ người khác. Apalagi kita anggap orang lain itu lebih muda dari kita atau posisinya, kedudukannya lebih rendah dari kita.
đặc biệt là trong những trường hợp mà người mà chúng ta làm điều gì sai trật hay tổn thương đến họ, đó là những người trẻ hơn chúng ta hay là có vị trí thấp hơn chúng ta. Meskipun kita mungkin punya posisi di gereja, kita punya posisi di dalam pekerjaan atau apapun juga, kita mungkin lebih tua, tetapi bila saudara dan saya membuat sesuatu kesalahan, jangan pernah malu untuk minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Và mặc dù là có thể chúng ta có vị trí hay là địa vị nào đó ở trong hội thánh, ở trong công việc làm ăn, ở trong cơ quan của mình chẳng hạn, nhưng mà nếu như chúng ta làm sai, chúng ta làm tổn thương người khác, thì chúng ta cũng đừng có hổ thẹn mà không chịu đến đến để mà xin lỗi người khác là người đã là chịu sự tổn thương, tổn hại đến từ mình. Orang tua jangan pernah malu juga, jangan jaga gengsimu untuk minta maaf kepada anak-anakmu. Và những bậc làm cha làm mẹ cũng đừng xấu hổ mà không đừng giữ cái lòng tự cao của mình, khi mà mình làm điều gì đó tổn thương hay là sai trật với con cái mình thì cũng hãy đến mà xin lỗi con cái mình. Seringkali kita juga buat salah dan kita harus minta maaf kepada anak-anak kita. Có nhiều khi chúng ta làm cha làm mẹ nhưng mà có lúc chúng ta cũng làm những điều sai đối cùng con cái của mình và hãy xin lỗi con cái mình khi mình làm sai. Banyak anak-anak tumbuh kepahitan hati kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak mau merendahkan dirinya, memiliki kerendahan hati untuk minta maaf kepada anaknya, anak-anaknya. Và có nhiều người con bởi vì những điều sai trật trong cách cư xử của ba mẹ đối với mình mà những người con đó có sự tổn thương đối cùng bởi vì cha mẹ của mình đã làm những điều không tốt đó và cho đến lớn vẫn kìm giữ những sự căm giận đối với ba mẹ của mình. Di ayat yang ke-13 bagian yang terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nên chúng ta hãy có sự hạ mình để mà xin lỗi trước khi chúng ta làm sai. Và đến phần cuối của lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy chúng ta, Ngài dạy rằng xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Firman Tuhan mengatakan roh adalah lemah lembut tetapi daging adalah lemah. Bisa, roh adalah lemah lembut tetapi daging itu lemah. Okay. Và tâm linh của chúng ta là phải có sự mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng mà xác thịt của chúng ta là yếu đuối. Jadi setiap hari mintalah Roh Kudus untuk terus menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Bởi vì xác thịt chúng ta là yếu đuối nên mỗi một ngày chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta có thể thắng hơn những sự yếu đuối của xác thịt. Seringkali kita menyalahkan iblis karena iblis yang sudah menggoda kita. Và có nhiều khi chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ là ma quỷ đã cám dỗ chúng ta. Memang sejak dari awal iblis itu kerjaannya memang menggoda, dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari lemahnya anak-anak Tuhan. Đúng là ma quỷ ngay từ ban đầu thì nó là kẻ cám dỗ, nó đi rình mò để tìm kiếm con cái Chúa là những người mà nó có thể ăn nuốt được. Tetapi setiap kita ini memiliki Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita, menuntun kita. Nhưng mà tất cả chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta có Đức Thánh Linh là đấng có thể dẫn dắt, nhắc nhở chúng ta. Jadi jatuh dalam dosa atau kita melawan keinginan daging kita itu adalah keputusan kita apakah kita mau merespon tuntunan Roh Kudus. Và việc chúng ta rơi vào cám dỗ hay là chúng ta chống cự lại những sự cám dỗ đó, đó là lệ thuộc vào việc chúng ta có làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không. Di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam setiap orang percaya. Ở trong Cựu Ước thì Đức Thánh Linh không ngự ở trên tất cả những người tin. Roh Kudus hanya memenuhi orang-orang pilihan Allah saja, seumpama nabi-nabi Allah yang dipakai untuk menyampaikan isi hati Allah. Và Đức Thánh Linh chỉ đầy dẫy trên những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, ví dụ như những nhà tiên tri mà Ngài đã lựa chọn để mà công bố ra lời của Ngài. Tetapi hari ini ketika Kristus naik ke surga, dia menyampaikan bahwa aku akan memberikan
penuntun yang akan menuntun engkau dalam jalan kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita setiap waktu. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài thăng thiên thì Ngài đã nói rằng Ngài sẽ ban một đấng dẫn dắt, đấng soi dẫn cho chúng ta, và đó chính là Đức Thánh Linh. Jadi detik pada saat saudara dan saya bertobat, mengaku dosa kita, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, pada saat itu Roh Kudus ada dalam diri kita, memenuhi diri kita. Apakah kita mau merespon dalam tuntunannya atau tidak, itu keputusan saudara dan saya. Nên ngay khi chúng ta ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và là cứu Chúa của mình, chúng ta được báp têm, Đức Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong lòng của chúng ta, và việc chúng ta làm theo sự hướng dẫn, dẫn dắt, nhắc nhở của Ngài hay không, đó là quyết định của mỗi một chúng ta. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami ini, Dia katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện rằng: Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, nhưng hãy cứu chúng tôi khỏi điều ác. Amin, saudaraku, biarlah Roh Kudus menuntun kita sehingga kita hidup benar di hadapan Allah. Ini doa Bapa kami yang Dia Yesus ajarkan kepada setiap kita. Nguyện Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta trong mọi đường lối trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hầu cho mọi điều chúng ta làm đều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đây là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ Ngài. Baik saudara, kita akan masuk kepada bagian terakhir dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, bagian mengenai berpuasa. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh là Matthew đoạn 6 từ câu số 1 cho đến câu số 18, và phần cuối này nói về việc kiêng ăn. Tolong dibacakan Matius 6 ayat 16 sampai 18. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 16 cho đến câu số 18 của Matthew đoạn 6. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Amin, saudaraku. Kita dari awal di Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa jangan melakukan righteousness di hadapan orang lain untuk mendapatkan pujian, mengharapkan pujian dari orang lain. Từ câu số 1 của Matthew đoạn 6 thì chúng ta đã được nhắc nhở rằng chúng ta đừng bày tỏ ra sự công bình của mình trước mặt người ta để cho người ta thấy và người ta khen ngợi mình. Dan sekali lagi Yesus mengingatkan di bagian ini ada 3 hal yang harus kita lakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Và Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta về sự công bình mà chúng ta cần phải thực hiện ra với động cơ đúng đắn trước mặt Chúa. Yesus tidak menilai perbuatannya, Yesus tidak melarang perbuatannya, tetapi Yesus melihat motivasi hati kita, jangan sampai kita melakukan ketiga bagian ini seperti orang-orang munafik. Có ba điều ở trong sự công bình mà một người cần phải thực hiện, và Chúa Giêsu không cấm những việc chúng ta làm đó, nhưng mà Chúa quan tâm đến động cơ khi chúng ta làm những điều đó, hầu cho chúng ta không làm những điều đó giống như những người giả hình. Kita sudah belajar bagaimana kita seharusnya menolong, memberkati, membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Chúng ta cũng đã học chung với nhau về việc đầu tiên mà chúng ta làm, đó là chúng ta ban ra giúp đỡ những người đang có nhu cầu, những người đang thiếu thốn. Dan kemarin, minggu kemarin kita belajar mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa juga. Và tuần trước chúng ta cũng đã học chung với nhau, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để không phải là giống như những người giả hình. Dan bagian yang terakhir ini di ayat 16 sampai 18 mengenai doa, mengenai puasa. Và từ câu số 16 cho đến câu số 18 chúng ta vừa đọc đó nói về sự kiêng ăn. Sekali lagi Yesus melihat motivasi hati kita di balik perbuatan-perbuatan righteousness yang kita lakukan. Và Chúa Giêsu Ngài nhìn vào động cơ của chúng ta khi chúng ta làm những công việc này, là những việc thể hiện sự công chính này. Saudara, kita mau melihat ayat yang ke-16, tolong dibacakan sekali lagi.
Chúng ta sẽ đọc lại câu số 16 một lần nữa. Khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Saudaraku, pada awalnya puasa itu hanya diperintahkan di dalam hukum Musa satu kali dalam satu tahun. Và buổi ban đầu thì việc kiêng ăn chỉ được ghi chép ở trong luật pháp của Môi-se là người ta kiêng ăn một năm một lần. Jadi menurut hukum Musa, orang Israel, bangsa Israel secara nasional mereka diperintahkan oleh Allah, oleh Yahweh untuk berpuasa satu kali dalam satu tahun. Đối với hết thảy những người Israel thì họ được nhận được mệnh lệnh từ nơi Đức Chúa Trời là trong vòng một năm thì họ sẽ kiêng ăn một lần. Sampai kemudian di masa Tuhan Yesus hidup dan melayani, orang-orang Israel atau orang-orang Judaism itu melakukan puasa itu minimal satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Atonement day. Và đến thời của Chúa Giêsu thì những người hay là những người theo Do Thái giáo thì những người Israel theo Do Thái giáo họ sẽ kiêng ăn ít nhất là một năm một lần vào ngày lễ chuộc tội. Coba lihat di dalam Leviticus 16. Chúng ta hãy cùng xem Leviticus đoạn 16 ayat 29 sampai 31. Từ câu số 29 cho đến câu số 31. Leviticus đoạn 16 từ câu 29 đến câu 31. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi, đến mùng 10 tháng 7 các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi phải ép linh hồn mình, đó là một lệ định đời đời vậy. Amen. Itu tercatat juga di dalam pasal 23 ayat 27 sampai 32, kita nggak usah membacanya. 27 sampai 33. Pasal 23 ayat 27 sampai 32. Và cái điều tương tự cũng đã được chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu số 27 cho đến câu số 32. Chúng ta không cần đọc những câu kinh thánh này, chúng ta có thể ghi. Saya mau ajak saudara untuk melihat juga di dalam Numbers 29. Chúng ta hãy cùng xem một câu kinh thánh khác ở trong Dân Số Ký đoạn 29, 29. Ayat 29, ayat yang ketujuh. Dân Số Ký đoạn 29, câu số 7. 29, 7. Ya. Câu này Bilangan 29, ayat 7. Ngày mùng 10 tháng 7 này các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, phải ép linh hồn mình chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Jadi sejak dari mula hukum Musa itu memerintahkan umat Israel secara nasional untuk berpuasa satu kali dalam satu tahun, yaitu pada hari raya pendamaian ini. Và vậy nên trong theo luật pháp của Môi-se thì những người Israel được ra lệnh là hết thảy cả dân Israel đều phải kiêng ăn một năm một lần vào ngày lễ chuộc tội. Dan itu dilakukan bulan yang ketujuh, tanggal yang 10, tadi kita sudah membacanya. Kalau dalam kalender Ibrani, kalender Israel, itu adalah bulan Tisri. Và giống như chúng ta đã đọc, ngày kiêng ăn của họ là ngày mùng 10 tháng 7 theo lịch của Israel thì là vào tháng Tisri. Itu disebut sebagai puasa nasional atau ya bisa dikatakan masa puasa nasional. Semua orang Israel harus berpuasa pada masa itu. Và ngày đó được gọi là ngày kiêng ăn quốc gia, hết thảy những người Israel đều sẽ kiêng ăn vào ngày này. Sampai mereka di masa pembuangan, saat mereka kalah dari Babel, mereka harus keluar dari tanah leluhurnya, mereka melakukan hal itu juga. Và ngay cả khi dân Israel đã bị bắt đi làm phu tù, bị lưu đày sau khi thất bại trước đế quốc Babylon thì họ vẫn giữ ngày lễ kiêng ăn này.
Nah, pada awalnya puasa itu baik di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian baru memiliki satu tujuan, saudara. Và ngày lễ kiêng ăn này thì cả trong Cựu Ước và Tân Ước đều có cùng một mục đích. Kalau kita tadi lihat di dalam Leviticus maupun Numbers, kita melihat mereka melakukan puasa itu untuk pengakuan dosa di hadapan Allah, dan para imam menyembelih korban di Bait Allah meminta pendamaian dari Yahweh bagi bangsa Israel. Và việc mà họ làm ở trong ngày lễ chuộc tội đó, họ kiêng ăn vào ngày đó, đó là họ sẽ xưng nhận tội lỗi của mình ra, và các thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội để mà xin sự tha thứ, sự hòa bình cho trên dân Israel. Nah, kita akan melihat sebenarnya ada paling tidak ada dua tujuan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Mengapa orang-orang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mereka berpuasa? Và chúng ta có thể thấy ít nhất là hai mục đích mà dân Israel ngay cả trong thời Cựu Ước và Tân Ước họ kiêng ăn là vì hai mục đích này. Di luar tindakan-tindakan hipokrit yang mereka lakukan, paling tidak ada dua tujuan berpuasa itu. Ya, có hai mục đích chính mà dân Israel hướng đến khi họ kiêng ăn. Yang pertama yaitu pengakuan dosa. Sama seperti di dalam Leviticus tadi maupun di dalam Numbers, mengapa orang-orang Israel berpuasa? Supaya mereka mengakui dosa di hadapan Allah. Và mục đích đầu tiên đó là dân Israel thời Cựu Ước và Tân Ước họ kiêng ăn để mà xưng nhận tội lỗi của họ trước mặt Chúa. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat landasan teologisnya dulu, mengapa kita berpuasa, bagaimana kita berpuasa, supaya saat saudara dan saya berpuasa itu tidak ada sesuatu yang salah, yang keliru. Và buổi tối hôm nay thì tôi muốn tất cả chúng ta đều cùng xem những nền tảng thần học, lý do tại sao chúng ta lại kiêng ăn và chúng ta phải kiêng ăn như thế nào hồi cho sự kiêng ăn của chúng ta là đúng đắn. Ingat, Tuhan Yesus tidak melarang saudara dan saya untuk berpuasa. Dia hanya melihat mengapa saudara dan saya berpuasa, motivasinya itu. Và Chúa Giêsu không cấm chúng ta kiêng ăn, nhưng mà Ngài nhìn vào động cơ của chúng ta khi chúng ta kiêng ăn đó, tại sao chúng ta lại kiêng ăn. Jadi pada awalnya mengapa orang-orang Israel berpuasa itu, yaitu untuk pengakuan dosa di hadapan Allah, meratapi akan dosa-dosanya dan minta belas kasihan Allah Yahweh untuk mengampuni mereka. Para imam menyembelih korban sehingga bangsa Israel diampuni, didamaikan dengan Yahweh. Và chúng ta thấy là dân Israel họ kiêng ăn là để xưng nhận tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời, họ xin sự thương xót của Chúa tha thứ tội lỗi của họ, và các thầy tế lễ dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời và cầu xin Chúa tha thứ cho cả dân tộc Israel và đem sự phục hòa lại giữa họ với Đức Chúa Trời. Coba contoh bagaimana mereka melakukan pengakuan dosa itu di dalam Nehemia 9 ayat 1 sampai 2. Và chúng ta xem thử dân Israel họ xưng nhận tội lỗi của mình như thế nào. Chúng ta cùng xem trong Nehemia đoạn 9 câu số 1 và câu số 2. Nehemia 9 ayat 1 dan 2. Nehemia đoạn 9 câu số 1 và câu số 2. Ngày 24 tháng ấy dân Israel nhóm lại cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Yeah. Jadi orang-orang Israel ini mereka berpuasa dengan mengenakan kain kabung, mereka meratapi, mereka merasa berdosa, mengaku dosa di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan jahat yang melawan Allah Yahweh itu. Và những người Israel này khi họ đến trước mặt Chúa thì họ nhóm lại, họ cử ăn, họ mặc bao phủ bụi đất, họ xưng nhận sự những điều mà họ đã phạm nghịch cùng Đức Chúa Trời khi mà chống nghịch lại với Ngài. Nehemia ini salah satu nabi yang diutus Allah untuk memimpin orang Israel kembali dari tanah pembuangan untuk membangun tembok Yerusalem lagi.
Nehemi là một trong những người đã được Đức Chúa Trời sử dụng để dẫn dắt dân Israel trở về xây dựng lại tường thành Jerusalem. Dan mereka melakukan doa, mereka berpuasa supaya mereka mengaku di hadapan Allah, mereka meratapi bahwa mereka telah melawan Allah sehingga leluhur mereka dibuang di tanah pembuangan di Babel dan Yerusalem hancur, bait Allah hancur dan mereka meratapi akan dosa mereka di hadapan Allah. Những người Israel này họ đến trước mặt Chúa và họ xưng nhận tội lỗi của bản thân họ, tội lỗi của tổ phụ họ đã khiến cho Israel bị dẫn đi làm phu tù bởi Babylon, và chính tội lỗi của tổ phụ họ, của dân tộc họ đã khiến cho Jerusalem bị hủy phá cũng như đền thờ của Đức Chúa Trời bị hủy phá. Karena kebebalan hati orang Israel di mana mereka melawan Allah sehingga Allah izinkan hukuman Allah terjadi bagi bangsa Israel. Và bởi sự cứng lòng của dân Israel, sự chống nghịch lại của họ với Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đã cho phép hình phạt của Ngài giáng trên dân Israel. Jadi sekali lagi pada awal-awalnya itu, mengapa umat Tuhan berpuasa? Karena untuk meratapi, menyesali akan dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Và cái lý do đầu tiên mà dân Israel họ đến trước mặt Chúa và họ kiêng ăn đó là để họ xưng nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa, họ bày tỏ tấm lòng ăn năn của mình trước mặt Ngài. Saya mau ajak saudara untuk melihat lagi apa yang Saul Paulus lakukan. Dia juga berpuasa pada saat dia bertobat pertama kali bertemu dengan Yesus di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-9. Chúng ta cũng hãy xem thế nào sứ đồ Phaolô khi ông mới ăn năn tin nhận Chúa Giêsu Christ thì ông cũng đã kiêng ăn. Chúng ta xem ở trong Công vụ đoạn 9 câu số 9. Công vụ đoạn 9 câu số 9 chép rằng người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Ya, tiga hari lamanya Saulus ini, nama aslinya Paulus, dia tidak bisa melihat. Dan pada tiga hari juga dia tidak makan dan tidak minum. Dia berpuasa untuk meratapi dosanya di hadapan Yahweh, di hadapan Allah dia yang dia pikir dulu membela. Allah ternyata tindakannya itu salah. Và trong 3 ngày thì Saul là tên cũ của Phaolô, ông đã không thấy được, và trong 3 ngày đó thì ông cũng không ăn cũng không uống, ông ăn năn tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Kita tahu bahwa Saulus pengakuannya dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat yang melakukan detail semua tuntutan Taurat. Vậy theo như sự xưng nhận của Phaolô thì ông là một người Pharisee, một thầy dạy luật, là một người thông hiểu luật pháp và thi hành luật pháp một cách nghiêm khắc, tỉ mỉ. Dan dia sudah banyak menganiaya orang Kristen, menganiaya banyak pengikut Kristus. Dia pikir dia dulu melakukan itu untuk membela agamanya, untuk membela Tuhannya, Allahnya. Tetapi ternyata semuanya itu salah dan dia merasa berdosa di hadapan Allah saat dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Và trước đó thì Phaolô là người đã bắt bớ con cái Chúa, những người tin nhận Đấng Christ, và ông nghĩ rằng việc bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu Christ đó là một hành động để mà bảo vệ tôn giáo của mình, bảo vệ Chúa của mình, nhưng mà thật ra đó là một hành động sai trật, ông đã nhận biết điều đó. Lalu alasan kedua mengapa orang-orang umat Tuhan itu berpuasa pada saat itu? Và lý do thứ hai mà dân Israel họ kiêng ăn là như thế này. Yaitu untuk permohonan khusus, misalnya mereka berduka cita atau mereka pada saat mengalami resiko ancaman bahaya, mereka berdoa, berpuasa, mencari Allah, mencari pertolongan Allah. Họ kiêng ăn là để cầu xin Chúa cho một điều gì đó đặc biệt, ví dụ như họ đang ở dưới một mối đe dọa của kẻ thù và họ cần Chúa là đấng giúp đỡ họ, bảo vệ họ, thì họ sẽ có sự kiêng ăn. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang Israel berpuasa, tetapi saya hanya memberikan beberapa contoh saja, misalnya di dalam 2 Samuel 1 ayat 12.
Và có rất là nhiều ví dụ về việc dân sự Chúa kiêng ăn ở trong Kinh Thánh, và tôi chỉ chân dẫn ra một vài ví dụ thôi. Ví dụ như ở trong Samuel nhì đoạn 1 có số 12. 2 Samuel 1 ayat 12. Samuel nhì đoạn 1 câu số 12 chép rằng kế ấy chúng để tang khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. Peristiwa ini terjadi saat Daud mendengar Saulus dan Jonathan mati di dalam peperangan, sehingga Daud dan orang-orang Israel mereka berpuasa, mereka meratapi akan mereka merasa sedih ya, berduka akan kematian Saulus dan Yonatan di dalam peperangan ini. Và cái sự việc này xảy ra là khi David cùng dân sự nghe rằng vua Saul cũng như con trai của ông là Jonathan đã bị tử trận, và họ đã kiêng ăn để mà đau buồn than khóc về sự chết của vua Saul cũng như Jonathan. Kemudian contoh yang berikutnya seperti yang Yesus lakukan, dia juga berpuasa di dalam Matius 4 ayat 1 dan 2. Kita enggak usah baca ya, kita sudah tahu itu semuanya. Yesus juga berpuasa sebelum dia melakukan pelayanannya. Và Chúa Giêsu cũng kiêng ăn trước khi Ngài thi hành chức vụ của mình, trước khi Ngài thi hành một vụ. Ở trong Matthew đoạn 4 câu 1, câu 2 chúng ta đều đã biết về câu kinh thánh này, chúng ta không cần phải coi lại. Jadi sekali lagi puasa itu tidak dilarang. Yesus sendiri melakukannya. Và việc kiêng ăn là một điều không bị cấm, và chính Chúa Giêsu cũng đã kiêng ăn. Tetapi alasan mengapa motivasi kita berpuasa itu yang Yesus ingatkan kepada orang-orang percaya, kepada para murid. Và điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở hết thảy môn đồ Ngài, những người tin theo Ngài, là về động cơ của việc kiêng ăn đó. Contoh satu lagi di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Một ví dụ khác nữa là trong Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 43. Berapa ayatnya? Kisah Rasul 14 ayat 23. Dạ xin lỗi, Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 23. Chép rằng khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh cầu nguyện và kiêng ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Nah, Paulus dan Barnabas dan umat Tuhan berpuasa mencari hikmat Allah. Siapa penatua-penatua yang seharusnya diangkat untuk memimpin jemaat-jemaat baru yang Paulus dan Barnabas dirikan dalam pelayanan church planting-nya? Trong câu kinh thánh này thì nói đến sự kiện là Phaolô và Barnabas cũng như dân sự Chúa đã có sự kiêng ăn cầu nguyện để xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, chọn ra những người trưởng lão sẽ lo coi sóc các hội thánh mới thành lập bởi Phaolô và Barnabas. Jadi Paulus dan Barnabas dan orang-orang percaya saat itu mereka berpuasa minta hikmat Tuhan, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin-pemimpin jemaat-jemaat baru ini nanti. Và họ đã kiêng ăn cầu nguyện để mà cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa để biết được ai là sẽ là những người trưởng lão lo coi sóc các hội thánh này. Kita mengatakan di ayat 23 ini setelah mereka berdoa dan berpuasa, kemudian mereka menetapkan penatua ini dan menyerahkannya di hadapan Tuhan Allah. Và câu 23 chép rằng sau khi họ đã cầu nguyện kiêng ăn thì họ lựa chọn và dâng các người đó lên cho Chúa. Gereja harusnya belajar, jangan karena orang itu memiliki kekuatan finansial terus dijadikan pemimpin. Và hội thánh cũng cần phải học biết điều này, đó là chúng ta đừng xem một người mà có thế mạnh về tài chính ở trong hội thánh rồi chúng ta lập người đó lên làm người lãnh đạo. Saya banyak banyak melihat, saya punya banyak teman juga, mereka mengandalkan orang-orang kaya untuk dijadikan penatua atau pengurus di dalam gereja, berharap nanti orang-orang kaya ini mampu untuk menyupport pelayanannya. Và tôi cũng đã nhìn thấy cũng như là đã biết nhiều người là những người hầu việc Chúa, nhưng mà họ cậy nơi những người có thế mạnh về tài chính ở trong hội thánh lập những người đó lên làm trưởng lão hay là những nhân sự ở trong hội thánh, và mong muốn là những người này sẽ hỗ trợ cho tài chính của việc hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Saudara, andalkan, berharaplah kepada Allah. Kalau Allah yang memanggil pelayan engkau sebagai hamba Tuhan,
maka Allah yang akan memelihara, mencukupkan baik kebutuhan keluarga maupun pelayanan. Nhưng mà nếu như chúng ta được Chúa kêu gọi bước vào trong chức vụ hầu việc Ngài thì chúng ta phải nương cậy nơi Chúa, phải tin chắc rằng Chúa là đấng sẽ chu cấp, đấng là kêu gọi thì sẽ chu cấp cho chúng ta những nhu cầu của gia đình chúng ta cũng như là những nhu cầu trong việc hầu việc Ngài. Jangan memilih, jangan meminta semata-mata karena orang itu kaya, kita berharap supaya mereka akan menyupport pelayanan kita, menopang pelayanan kita. Chúng ta đừng có lựa chọn hay là trông cậy nơi những người giàu có thế mạnh và tài chánh ở trong hội thánh của chúng ta và mong đợi là họ sẽ là những người luôn hỗ trợ chúng ta ở trong việc hầu việc Chúa. Firman Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Và Kinh Thánh cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng đáng rủa sả thay là những người nương cậy nơi con người và đáng chúc phước thay là những người nương cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nah, seringkali ketika orang-orang kaya yang hatinya nggak benar diberikan posisi dalam gereja, dalam suatu organisasi, justru mereka yang akan mengontrol sesuka-suka hatinya và dengan kekuatan keuangannya. Có một thực tế đó là những người giàu có mà họ có tiền bạc trong tay thì khi mà họ có được một vị trí nào đó ở trong hội thánh thì họ sẽ là những người kiểm soát hội thánh. Tetapi bukan berarti semua orang kaya itu jahat ya, enggak. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang hatinya benar, yang hatinya bersih di hadapan Allah, tapi mereka memiliki kekuatan finansial yang mau menyupport pelayanan gereja tanpa memiliki motivasi apapun. Điều đó không có nghĩa là tất cả những người giàu có đều có tấm lòng xấu, không có, không, ý tôi không phải như vậy. Có rất là nhiều những người giàu có và tấm lòng rời rộng dâng cho nhà Chúa và họ không bao giờ tính toán ở trong việc họ dâng lên trong nhà của Chúa cũng như là công việc của Ngài. Intinya Paulus dan Barnabas saat itu dan orang-orang Kristen mereka berpuasa mencari hikmat Allah, siapa yang seharusnya diperkenan Allah untuk memimpin. Và chúng ta đã đọc biết ở trong công vụ các sứ đồ là Phaolô, Barnabas đã cầu nguyện kiên ăn xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa để lựa chọn các trưởng lão cho các hội thánh mới thành lập. Dari contoh-contoh ini kita melihat dua hal tujuan mengapa orang umat Tuhan berpuasa. Và chúng ta đã nhìn thấy từ những ví dụ chúng ta đã đọc đã cùng đọc chung với nhau đó thì mục đích hay là lý do mà dân sự Chúa kiêng ăn là yaitu mereka yang pertama alasannya mereka merendahkan diri di hadapan Allah mengaku dosanya, đó là xưng nhận tội lỗi của mình, dan kemudian yang kedua mereka meratapi, mereka berduka, mereka mencari pertolongan Allah, mereka mencari pengharapan kepada Allah. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab juga. Pada saat orang-orang percaya, umat Tuhan mengalami ancaman, mereka mencari Allah dengan berpuasa. Và cái mục đích thứ hai hay lý do thứ hai họ đến với Chúa trong sự kiêng ăn là để cầu xin Chúa trong một cái việc cụ thể đặc biệt nào đó, ví dụ như họ xin sự giúp đỡ đến từ nơi Chúa, họ cầu xin Chúa cho ban cho những điều mà họ cần. Dan tadi kita melihat juga di dalam Kisah Rasul, Yesus juga memberikan contoh bagaimana dia berpuasa sebelum dia pelayanan, memulai pelayanannya, dia berpuasa, dia menyendiri, menarik diri, dia berpuasa, mencari, bersekutu dengan Allah. Dan Paulus, Barnabas juga berpuasa untuk meminta hikmat Allah. Siapa saja yang harusnya menjadi penatua-penatua bagi jemaat-jemaat baru. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu trước khi thi hành chức vụ cũng đã ẩn mình, cũng đã có thời gian để kiêng ăn và có mối tương giao với cha của mình. Và Phaolô, Barnabas khi mà cần sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa để mà chọn trưởng lão thì họ cũng đã cầu nguyện kiêng ăn. Tetapi tahukah saudara, Allah juga mengecam tindakan-tindakan berpuasa dengan motivasi yang salah. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có biết là Chúa cũng ngăn cấm việc kiêng ăn với động cơ sai trật hay không? Di dalam Alkitab ada saatnya, ada kalanya Allah mengecam puasa-puasa yang dilakukan secara lahiriah dengan motivasi yang tidak benar. Lahiriah itu apa? Physically fasting only outside. Ya. Và Chúa Giêsu ngài đã ngăn cấm việc kiêng ăn bề ngoài chỉ là thể hiện ra bên ngoài là mình đang kiêng ăn nhưng mà tấm lòng không thật sự là đến với Chúa trong sự kiêng ăn. Meskipun umat Tuhan berpuasa, mereka seakan-akan mencari Allah, tetapi Allah yang mencari mereka cari dalam doa, dalam puasa itu justru mengecam mereka.
Bisa repeat again. Yeah. Meskipun di dalam Alkitab, umat Tuhan itu mereka mencari Allah dalam doa puasa, tetapi Allah pernah mengecam mereka karena motivasinya yang salah. Và mặc dù là con cái Chúa họ đến với Chúa trong sự cầu nguyện kiêng ăn để mà tìm kiếm Ngài, nhưng mà chính Chúa cũng đã quở trách họ trong sự kiêng ăn cầu nguyện. Karena Allah melihat bahwa puasa yang mereka lakukan itu munafik semuanya, sehingga Allah mengecam tindakan mereka, hati mereka. Đó là bởi vì chính Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tấm lòng của họ và việc họ kiêng ăn cầu nguyện đó chỉ là giả hình, chỉ là bên ngoài thôi và Chúa đã quở trách họ. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya 58. Ayat 1 sampai yang ke-7. Chúng ta hãy cùng xem ở trong Yesaya đoạn 58 từ câu số 1 cho đến câu số 7. Yesaya 58 ayat 1 sampai 7. Esai đoạn 58 từ câu số 1 cho đến câu số 7 chép rằng hãy kêu to lên, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình mà và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoán xem, sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến. Này trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trinh những kẻ quốc nhục mình hay sao? Saudaraku, di sini Allah melihat kesalehan yang sejati di original piety dan kesalehan yang palsu. Và ở đây thì chính Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy rõ sự công chính thật, sự và sự công chính giả dối. Mereka berpuasa, umat Tuhan, orang Israel, mereka berpuasa seakan-akan mereka mencari Allah dalam puasanya. Và dân Israel họ kiêng ăn và họ tỏ ra rằng giống như là họ đang tìm kiếm Chúa trong sự kiêng ăn của mình. Tetapi Allah tidak mau dijumpai karena hati mereka salah. Nah, saat mereka berpuasa tetapi pada saat yang sama mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nhưng mà Chúa không muốn gặp gỡ họ chúng bởi vì tấm lòng của họ là không ngay thẳng trước mặt Chúa, đang khi họ kiêng ăn cầu nguyện thì họ cũng làm những điều khác, những điều sai trật không đẹp lòng Ngài. Ya, mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ở đây giống như là họ đã kiêng ăn cầu nguyện một cách hết lòng. Mereka kelihatannya merendahkan diri di hadapan Allah. Bề ngoài giống như là họ đang hạ mình xuống trước mặt Chúa. Tetapi tadi kita melihat di ayat yang ketiga sampai ketujuh di situ, Allah mengatakan pada saat engkau berpuasa, engkau masih mengurus urusanmu sendiri, engkau saling berkelahi satu dengan yang lain. Nhưng mà từ câu số 3 cho đến câu số 7 chúng ta vừa đọc thì Chúa đã nói với họ rằng các ngươi kiêng ăn mà các ngươi vẫn tìm sự đẹp ý mình, các ngươi cãi cọ tranh cạnh đánh nhau cọc cằn. Sehingga Allah tidak mau mendengar seruan doa mereka dalam puasa mereka. Bởi vì như vậy nên Đức Chúa Trời không muốn lắng nghe những lời cầu nguyện mà họ dâng lên cho Ngài trong khi họ kiêng ăn. Lalu bagaimana puasa yang Allah kehendaki di ayat yang ke-6 dan ke-7? Tolong bacakan sekali lagi. Vậy thì sự kiêng ăn mà đẹp lòng Chúa là như thế nào? Chúng ta hãy đọc lại một lần nữa câu số 6 và câu số 7. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao?
Lihat, pada saat kita berpuasa, seharusnya bukan hanya kita menahan lapar dan minum saja. Dan khi chúng ta kiêng ăn không phải là chúng ta chỉ nhịn ăn nhịn uống. Tetapi Allah menginginkan supaya pada saat kita berpuasa, kita menolong orang lain juga, kita tetap melakukan tindakan-tindakan kasih kita yang nyata bagi sesama di sekitar kita yang memerlukan. Và Chúa muốn là khi chúng ta kiêng ăn thì chúng ta vẫn làm những công việc mà đáng lẽ ra chúng ta làm, như là giúp đỡ những người khác và vươn ra đến những người mà đang cần sự giúp đỡ từ nơi chúng ta. Thì mungkin di Malaysia sama, di Indonesia juga sama. Biasanya mereka berpuasa setiap tahun, setahun sekali. Ramadan itu. Ya, kita nggak perlu sebutkan agamanya ya. Ở tại Indonesia, tại Malaysia thì phần lớn những người Malaysia, Indonesia họ sẽ có một kỳ kiêng ăn trong ini một bukan năm. Orang ini bukan orang Kristen ya, mereka berpuasa setiap tahun. Họ không phải hari raya mereka. Họ không phải là Cơ Đốc nhân và mỗi năm như vậy họ thì họ có một kỳ kiêng ăn. Selama sebulan penuh mereka berpuasa dari subuh mereka makan sampai kemudian matahari terbenam mereka baru makan lagi. Và những người này thì họ sẽ trong thời kỳ kiêng ăn đó thì họ sẽ ăn từ lúc sáng sớm. Jadi mereka sẽ nhịn ăn suốt ngày cho đến khi chiều tối mặt trời lặn thì họ mới ăn. Jadi mereka tidak makan dan tidak minum selama matahari itu belum tenggelam lagi. Và trong suốt cái thời gian mà mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn thì họ sẽ không ăn uống gì hết. Banyak dari mereka kerjanya, jam kerjanya dikurangi. Phần nhiều trong số những người kiêng ăn này thì họ muốn là giờ làm việc của họ trong một ngày như vậy sẽ giảm xuống trong cái kỳ kiêng ăn. Mereka mempertontonkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpuasa, kelihatan capek, kelihatan lemah. Và khi mà họ kiêng ăn thì họ bày tỏ ra là họ đang kiêng ăn nên họ tỏ là mệt mỏi, họ đang không có được khỏe cho lắm. Tetapi justru saudara, pada bulan itu, bulan puasa itu, kebutuhan finansial mereka itu justru meningkat. Nhưng mà thật ra là không phải bởi vì họ nhịn ăn nhịn uống trong suốt một tháng như vậy, trong suốt cái kỳ kiêng ăn đó thì họ sẽ có thể giảm bớt ngân sách cho việc ăn uống, không phải như vậy. Kenapa? Ngân sách cho cái việc mà ăn uống của họ trong một tháng đó còn cao hơn những tháng khác nữa. Kenapa meningkat? Karena uang yang mereka belanjakan untuk makanan itu lebih banyak daripada hari-hari biasa yang tidak berpuasa itu tadi. Và cái lý do là bởi vì trong suốt cái thời kỳ kiêng ăn trong suốt một tháng đó thì cái số tiền mà họ dành để mua đồ ăn đồ uống còn nhiều hơn những tháng họ không kiêng ăn nữa. Lah mereka memang berpuasa di hari-hari di hari matahari terbit ya, tapi pas tidak berpuasa di malam hari, wah wow, makanya royal sekali, yang enak-enak, yang mahal-mahal. Bởi vì trong suốt cái kỳ kiêng ăn đó, một tháng đó thì là mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn họ không ăn uống gì hết, nhưng mà sau khi mặt trời lặn thì họ lại ăn uống giống phủ phê, họ giống như là mỗi ngày đều có tiệc hết. Mungkin ini joke aja, dulu pernah pergi ke Vietnam makan pho enak, di Indonesia itu pho itu mahal saudara, ada restoran pho di restoran Vietnam di Jakarta itu mahal saudara. Yeah. Ví dụ như đây chỉ là nói cho vui thôi, có những người họ đến Việt Nam trước đây họ đã ăn phở rồi và bây giờ họ muốn ăn phở ở Indonesia, ở Jakarta, mà ở tại Jakarta thì phở nó rất là mắc chứ không phải là rẻ đâu. Saudara mungkin makan pho setiap hari, tetapi kami waktu masih di Indonesia itu kalau kangen makanan Vietnam itu beli pho itu, waduh rasanya mahal sekali. Có thể chúng ta ở Việt Nam thì ăn phở thì không thấy là nó là chỉ là bình thường thôi, nhưng mà chúng tôi khi còn ở Indonesia khi mà nhớ món Việt Nam muốn ăn phở thì mỗi lần mua một tô phở thôi là đã thấy đắt lắm rồi. Dan rasanya nggak seenak seperti kita makan di Vietnam. Mà đã đắt mà không ngon được như ở Việt Nam. Lah biasanya orang-orang membelanjakan uangnya banyak, sehingga seharusnya mereka justru kita ya, seharusnya seperti itu kalau saudara berpuasa, kita tetap biasa, kebutuhan kita, pengeluaran biasa, tetapi lebih baik, seperti Alkitab tadi katakan, biarlah kita memecahkan roti-roti kita, ayat yang ketujuh, membagikan kepada orang lapar,
membawa ke rumah orang-orang yang miskin, yang tak punya rumah, kita tolong mereka, kita pelihara, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Intinya seperti itu. Và đối với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta kiêng ăn, thì việc kiêng ăn của chúng ta phải giống như Chúa đã dạy chúng ta, là chúng ta giúp đỡ những người khác, chia bánh cho người đói, đem những người nghèo khổ đã bị đuổi về nhà, thấy trần truồng thì mặc cho, và chúng ta làm mọi điều để mà giúp đỡ người khác, ban ra cho người khác. Nah, itu yang Allah inginkan, bukan hanya lahiriah, physically kita berpuasa, tetapi kita tidak mau menolong, kita berkelahi dengan orang lain, kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan. Itu yang Allah tidak mau dengar seruan-seruan doa kita saat kita berpuasa. Và đó là điều mà Chúa dạy chúng ta, đó là chúng ta kiêng ăn không phải là chỉ tỏ vẻ bề ngoài chúng ta đang kiêng ăn bằng việc là chúng ta mệt mỏi hay là biểu hiện bên ngoài, nhưng mà Chúa muốn là khi chúng ta kiêng ăn thì chúng ta cũng giúp đỡ người khác, chúng ta làm những điều mà đẹp lòng Chúa. Jadi kalau engkau berpuasa, mungkin ya jangan sampai kebutuhan kita meningkat, kita harus mau membagikan kepada orang lain, menolong orang lain juga, jangan sampai kita hari biasa kita nggak makan, terus kemudian sorenya makan yang enak-enak dan nggak mau berbagi. À, nếu chúng ta kiêng ăn thì đừng để cho những nhu cầu của chúng ta tăng lên. Ví dụ như chúng ta nói là cả ngày không kiêng ăn rồi buổi tối mình sẽ ăn ngon hơn, mình thì không nên. Mà cái việc lối sống của chúng ta, cái nhịp sống của chúng ta mỗi một ngày và trong cái thời kỳ kiêng ăn cũng phải giống nhau một cách đơn sơ thôi. Kita kembali ke Matius 6 ayat yang ke-17-18. À, chúng ta sẽ quay trở lại với Matthew đoạn 6 câu 17 và câu 18. Đây là phần 15. Dạ, Matthew 6 ayat 17-18. Matthew đoạn selesaikan. Matthew đoạn 17, xin lỗi, đoạn 6 câu 17 và câu 18, chúng ta sẽ sớm xong phần học Kinh Thánh của chúng ta. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Saudaraku, pada zaman Yesus hidup dan melayani, di dalam Lukas 18 ayat 12 kita lihat ya, itu orang-orang Farisi minimal mereka berdoa berpuasa itu seminggu dua kali. Và trong thời của Chúa Giêsu thì những người Pharisee sẽ kiêng ăn ít nhất là hai lần trong một tuần. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 18. Lucas 18 ayat 12. Đoạn 18 câu số 12. Luca đoạn 18 câu số 12 chép rằng tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Puasa yang awalnya untuk mengakui dosa di hadapan Allah, tujuannya puasa yang awalnya untuk berduka, untuk mencari hikmat Allah dan lain sebagainya tadi itu, kemudian dalam perjalanannya orang-orang Israel, khususnya para orang Farisi ini, puasa itu menjadi bagian religious practices. Yeah. Và sự kiêng ăn từ lúc đầu là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, hầu cho họ sẽ xưng nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa, họ thể hiện sự than khóc đau buồn của họ hay là cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, một điều cầu xin sự bảo vệ đến từ nơi Chúa. Thì bây giờ đối với những người Pharisee, việc họ kiêng ăn giống như là một hoạt động mang tính tôn giáo mà thôi. Sehingga mereka berpikir mereka sudah melakukan hal yang baik. Mereka berjasa di hadapan Allah. Và họ nghĩ rằng bởi vì họ đã kiêng ăn như vậy thì họ đã làm điều tốt trước mặt Chúa và họ là xứng đáng trước mặt Chúa. Lihat, ini contoh pada saat orang Farisi berdoa di dalam bait Allah. Dia berkata, aku berpuasa dua kali seminggu, memberikan 10% dari segala penghasilanku, dan seterusnya dia berkata, aku tidak sama. Aku berbeda dengan pemungut cukai ini. Dia orang berdosa. Ya, và người Pharisee này khi đứng cầu nguyện thì đã nói rằng tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Tôi không giống như người thâu thuế kia. Sehingga mereka itu seringkali mereka berpuasa, mereka menunjukkan seminggu sekali mereka berpuasa ya, mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa.
wajahnya muram, wajahnya kelihatan lemah, ditunjukkan supaya orang lain melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat agamawi, orang-orang yang sangat saleh, dan orang yang sangat rohani. Itu tujuan mereka. Những người Pharisee này họ kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và khi họ kiêng ăn thì họ sẽ tỏ ra vẻ mặt buồn rầu và sẽ tỏ ra là mình đang mệt mỏi để cho người ta biết mình kiêng ăn và để cho người ta nói rằng họ là những người công chính, những người thuộc linh, những người tốt. Jadi biasanya mereka itu berpuasa dari mulai sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Lama itu mereka puasanya. Baru kemudian, kalau kan dua kali sehari, dua kali seminggu tadi, mereka itu berpuasa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Terbenam itu sunset ya? Sunset, iya. Yeah. Yeah. Những người Pharisee này họ sẽ kiêng ăn từ lúc mặt trời lặn của ngày hôm nay cho đến mặt trời lặn ngày mai. Jadi pada saat musim panas, musim kering itu mereka tidak makan dan tidak minum. Và bởi vậy nên trong suốt cái thời gian là mùa khô và nóng như vậy thì họ sẽ không ăn không uống. Dan mereka dilarang untuk memuaskan keinginan-keinginannya saat berpuasa itu. Và họ sẽ dằn những cái ham muốn xác thịt của mình ở trong thời suốt thời kỳ họ kiêng ăn. Bahkan hanya untuk meminyaki kepala mereka supaya tidak menjadi kering karena masa panas itu dilarang juga. Và họ cũng cấm là không được xức dầu trên mặt trên đầu của mình. Tetapi Yesus berkata, saudara, di ayat yang ke Matius 6 tadi, ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Artinya jangan sampai kita dilihatkan puasa kita seperti seorang yang munafik yang Yesus katakan. Nhưng mà Chúa Giêsu khuyên rằng khi kiêng ăn thì hãy xức dầu trên đầu, hãy rửa mặt để mà người ta không biết là mình kiêng ăn, đừng có giống như những người giả hình là khi kiêng ăn phải bày tỏ ra cho những người khác thấy. Kalau berpuasa ya jangan tidur terus, mengurangi jam kerja kita, tetapi tetap beraktivitas biasa. Và khi kiêng ăn thì cũng đừng chỉ có nằm ngủ thôi, là giảm những giờ làm của mình xuống mà cứ hãy làm những việc mà mình cần phải làm hàng ngày. Nanti bosmu akan marah, saudara, kalau engkau berpuasa terus engkau mengurangi jam kerjamu. Santai-santai, terus kemudian saat bos kita menegur kita, kita berkata, saya sedang berpuasa, Pak. Bos kita akan marah dan tidak memberikan kesaksian yang baik, saudara. Và nếu như chúng ta đang kiêng ăn mà muốn là phải giảm giờ làm của mình xuống rồi làm việc một cách không nghiêm túc thì có thể sẽ làm khiến cho chủ của mình không có được vui lòng và mình không làm chứng tốt cho người chủ của mình được. Chẳng hạn. Intinya pada saat kita berpuasa seperti yang tadi, alasan-alasan yang disampaikan, kita meratapi dosa kita, kita meminta mencari Allah, meminta hikmat-Nya, bukan seperti orang-orang Farisi. Puasa itu seperti seakan-akan membayar harganya dulu kepada Allah dan nanti Allah harus memenuhi keinginan kita. Baik. Chúng ta nhớ rằng khi kiêng ăn thì nghĩa là mình đến trước mặt Chúa xin nhận tội lỗi của mình, giải quyết tội lỗi của mình và sau đó thì là cầu xin chính mình Chúa Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, những điều chúng ta đang cần sự giúp đỡ đến từ nơi Chúa và chứ không giống như những người Pharisee là họ thực hiện sự kiêng ăn giống như là một hành động là hối lộ Chúa để mà Chúa làm theo những điều họ muốn. Mungkin kita berpikir, oh, aku harus berdoa puasa dulu sebelum Allah nanti memberkati, menyetujui keinginan-keinginanku. Và có thể chúng ta nghĩ rằng tôi cần phải cầu nguyện kiêng ăn trước để mà Chúa sẽ làm theo những điều mà tôi cầu xin Ngài. Saudaraku, itu motivasi yang salah. Ketika saudara dan saya berpuasa itu, seharusnya kita benar-benar mencari Allah. Và thật ra nếu như chúng ta có suy nghĩ như vậy thì chúng ta đang có động cơ sai trật trong việc kiêng ăn cầu nguyện. Khi kiêng ăn cầu nguyện thì chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Allah tidak dipuaskan dengan puasa yang hanya agamawi saja yang kelihatannya saleh tetapi motivasinya salah.
Và Chúa không đẹp lòng với sự kiên ăn cầu nguyện mang tính tôn giáo, nhìn vẻ bên ngoài có thể là rất là tốt nhưng mà không đến từ nơi tấm lòng của chúng ta. Bukan karena perbuatan baik kita kemudian Allah memberkati kita. Không phải là bởi vì việc làm tốt của chúng ta mà Chúa ngài chúc phước cho chúng ta đâu. Bukan berarti kita kemudian berpuasa dulu supaya Allah menyetujui memberikan keinginan-keinginan kita dalam doa itu. Không phải là chúng ta phải kiêng ăn cầu nguyện trước để mà Chúa ngài làm theo mọi điều chúng ta muốn. Bila seperti itu, motivasi kita seperti trader yang pernah saya sampaikan, kita kayak ada bargain dengan Allah. Aku berikan dulu, Allah harus mengikuti keinginanku. Và nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta giống như là một người làm công việc buôn bán, như tôi đã từng chia sẻ đó là chúng ta trả cho Chúa cái này trước rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta cái khác. Intinya dalam doa dan puasa kita adalah intimasi dengan Allah, kerinduan kita bersekutu dengan Dia. Và việc chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, mục đích của chúng ta là phải càng gần gũi mật thiết hơn với chính mình Chúa. Dan ingatlah bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Và chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha nhân từ. Dia memberkati kita bukan karena kita ini orang baik. Và Chúa chúc phước cho chúng ta không phải chúng ta đây là những người tốt. Dia memberkati kita karena itu Allah yang penuh kasih mengasihi kita. Chúa chúc phước cho chúng ta bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời giàu lòng yêu thương và Ngài yêu thương chúng ta. Dan sebagai anak-anaknya kita juga harus bertindak benar. Và với tư cách là con cái của Chúa thì chúng ta cũng phải làm những điều đúng đắn. Pada saat doa puasa kita, pada saat perbuatan baik kita menolong orang lain, bukan bertujuan untuk mencari perhatian, pujian, maka Bapa di surga akan memberkati kita. Và khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện thì chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa, chúng ta giúp đỡ những người khác và Chúa là đấng nhìn thấy ở trong nơi kín nhiệm sẽ ban thưởng lại cho chúng ta. Bila perbuatan baik kita menolong orang lain, bila doa dan puasa kita bertujuan supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain, maka kita adalah menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Allah. Và nếu như chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta làm những việc giúp đỡ người khác trước mặt người khác với một mục đích là để nhận được sự khen ngợi đến từ nơi con người thì chúng ta là những người giả hình. Saya yakin ada banyak pendoa-pendoa syafaat. Saudara, saya yakin banyak di antara saudara yang suka berpuasa dan berdoa. Và tôi tin chắc rằng giữa vòng quý ông bà anh chị em có rất là nhiều những người cầu thay và là những người ưa thích việc cầu nguyện kiêng ăn đến với Chúa. Berdoa dan puasa membuat kita semakin fokus untuk mencari Allah, mencari kehendaknya, berharap kepada pertolongannya. Và việc kiêng ăn cầu nguyện sẽ khiến cho chúng ta tập chú vào việc tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự giúp đỡ đến từ nơi Ngài. Selain supaya righteousness tadi bukan untuk mencari hormat dan perhatian orang lain, doa dan puasa kita harus maknai. Bukan kita membayar Allah dulu, supaya Allah menyetujui keinginan-keinginan kita. Và việc mà chúng ta kiêng ăn cầu nguyện không phải là để chúng ta bày tỏ ra cho người khác thấy được những việc mình đang làm đó, hay là chúng ta làm điều đó để mà trả cho Chúa trước, để mà Chúa có thể làm những điều mà chúng ta mong muốn. Jangan sampai kita menjadi siapa tadi? Norita sama Doraemon. Nobita. Nobita, saya lupa. Và chúng ta cũng đừng trở thành những Nobita chỉ là trông chờ sự giúp đỡ từ nơi Doraemon. Nobita cần cái gì thì Doraemon sẽ cho Nobita có cái đó. Chúng ta đừng xem Chúa giống như vậy. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua tanya sama cucu-cucu siapa Doraemon dan Nobita itu. Có thể những người lớn tuổi ở đây chúng ta có thể hỏi con mình, cháu mình Nobita Doraemon là ai? Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen Nobita, Nobita itu. Chúng ta đừng để mình trở thành những cơ đốc nhân Nobita. Dalam doa dan puasa kita, kita mencari kehendak Allah. Kita belajar untuk mengerti akan maksud Allah. Mungkin pada saat kita mengalami suatu peristiwa, pergumulan yang berat, selain kita mencari pertolongan Allah, kita mencari kehendak Allah. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan di situasi yang sulit ini?
Và đang khi chúng ta kiên ăn cầu nguyện thì chúng ta tìm kiếm đường lối của Chúa, tìm kiếm sự bày tỏ đến từ nơi Ngài. Nếu như chúng ta đang gặp một vấn đề gì đó thì xin Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta gặp những vấn đề đó và điều và cách mà chúng ta ra khỏi là gì. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada kedewasaan rohani tanpa pergumulan dan permasalahan hidup. Và chúng ta hãy nghe kỹ điều này, đó là đức tin của chúng ta sẽ không tăng trưởng được, sẽ không có sự tăng trưởng nếu như trong đời sống của chúng ta không có những nan đề, không có những thách thức xảy ra. Kekristenan yang dewasa akan mengizinkan Allah untuk mendidik dia, membentuk dia, meskipun kesulitan, tantangan itu terjadi, akan membuat dia semakin kuat dan semakin kuat. Và một cơ đốc nhân trưởng thành sẽ để cho Đức Chúa Trời đem đến những sự khó khăn, thách thức đó và hầu cho người đó sẽ được chính Chúa Ngài dạy dỗ, Ngài sẽ khiến cho người đó càng càng trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin của mình. Jadi pada saat saudara dan saya berdoa dan berpuasa, kita mencari, kita bersekutu, fokus mencari intimasi dengan Allah, dan kita mencari kehendak Allah, dalam pergumulan-pergumulan pergumulan hidup kita, apa yang Allah mau untuk kita lakukan di situ. Nên khi chúng ta kiên ăn cầu nguyện, hãy tập trung vào mối tương giao mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời và tìm kiếm đường lối, ý muốn của Đức Chúa Trời trong những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Kita mencari kehendak Allah sehingga kita tidak melakukan menjadi Kristen Novita tadi yang minta Allah singkirkan masalah ini. Chúng ta đừng để mình trở thành những cơ đốc nhân Novita nhưng mà biết đường lối của Chúa và không có cầu xin Chúa là Chúa ơi cất những gánh nặng này, những khó khăn này ra khỏi con để cho con được hanh thông, chỉ như vậy mà không biết đường lối của Chúa dành cho mình là gì. Selama saudara dan saya masih bernafas, selama kita masih hidup, permasalahan itu akan tetap ada. Và miễn là chúng ta còn thở còn sống thì những nan đề, những sự khó khăn vẫn cứ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Dan kekristenan yang dewasa selalu akan mengizinkan pergumulan hidup itu Tuhan pakai untuk menumbuhkan kedewasaannya. Và một sự trưởng thành trong đức tin của một người cơ đốc sẽ luôn cho phép những nan đề đó xảy ra, hỏi cho họ sẽ có sự lớn lên. Pada saat saudara dan saya berdoa dan berpuasa, kita berdoa, kita berpuasa, kita membaca firman Tuhan, kita suka mencari kebenarannya, maka kekuatan itu akan kita peroleh dan kita akan diberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan hidup itu. Dan khi chúng ta kiên ăn cầu nguyện, chúng ta có được sự hiểu biết về đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta có nhận được sự mạnh mẽ, sức lực để có thể vượt qua được mọi nan đề, mọi sự khó khăn mà chúng ta đang gặp đối diện trong đời sống của mình. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk tidak berbagi kepada orang miskin. Dia tidak melarang kita untuk berdoa. Dia tidak melarang kita untuk berpuasa. Tetapi pada saat kita melakukan tiga hal ini, kita melakukannya dengan hati yang benar, motivasi yang benar. Chúa của chúng ta không có cấm chúng ta ban ra bố thí cho người khác. Ngài không cấm chúng ta cầu nguyện kiên ăn. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta làm ba điều này với một động cơ đúng đắn trước mặt Ngài. Bukan untuk mencari perhatian supaya dihormati, dikagumi orang, biar orang menganggap kita ini orang yang rohani, orang yang saleh. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi semata-mata kita lakukan karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Và chúng ta làm mọi điều đó không phải là để người ta khen ngợi mình, nhưng mà chúng ta làm mọi điều bởi vì chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến người. Bila saudara digerakkan untuk berdoa, berpuasa buat orang lain dalam intercession, doa-doa intercession saudara setiap hari itu terus lakukan. Karena Allah mau memakai saudara untuk menjadi penopang-penopang doa bagi gereja, bagi sesama, bagi orang lain, pergumulan orang lain juga. Nguyện Chúa sẽ tiếp tục sử dụng với ông bà anh chị em trở thành những người cầu thay cho anh chị em mình, cho những người đang có nan đề, bởi vì Chúa là đấng mà mong muốn chúng ta sẽ là những người biết giúp đỡ những người khác và cầu thay cho những nan đề của người khác. Jangan pernah lelah berdoa dan berpuasa karena itu akan membuat kita semakin intim dengan Allah dan mengerti akan kehendak-Nya.
chúng ta đừng có sự mệt mỏi trong việc cầu nguyện kiêng ăn, bởi vì cầu nguyện kiêng ăn khiến cho chúng ta ngày càng gắn bó mật thiết hơn với chính mình Chúa và hiểu biết đường lối của Chúa ngày càng hơn. Amen. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Amen. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi tối hôm nay. Kami belajar dari khotbah Yesus di atas bukit. Chúng con học từ bài giảng của Chúa Giêsu, bài giảng trên núi của Ngài. Bagaimana seharusnya motivasi kami benar saat kami melakukan kesalahan kami. Và chúng con đã học được rằng chúng con cần phải có động cơ đúng đắn khi chúng con thực hiện những việc làm công chính của mình. Biar saat kami menolong orang lain, biar saat kami berdoa dan berpuasa, kami semata-mata lakukan karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Và khi chúng con giúp đỡ những người khác, khi chúng con cầu nguyện kiêng ăn, thì chúng con làm tất cả mọi việc đó bởi vì chúng con yêu mến Chúa và yêu mến người khác. Hamba berdoa untuk setiap para pendoa syafaat yang ada di Kamo. Teguhkan mereka, semakin Roh Kudus menolong mereka untuk bersyafaat, berdoa, berpuasa bagi gerejamu, bagi pergumulan-pergumulan jemaatmu. Và nguyện xin Chúa cũng chúc phước dẫn dắt những người cầu thay của Hội Thánh Chúa ở tại Cà Mau. Hội cho họ sẽ là những người được dứt dấy, những người được mạnh mẽ ở trong sự cầu nguyện kiêng ăn cho nhu cầu của Hội Thánh, nhu cầu của con cái Ngài. Biarlah beban yang dari hati Allah itu, belas kasihan dari Allah itu mengalir dalam hati setiap mereka. Nguyện gánh nặng và lòng thương xót của chính mình Chúa sẽ đầy dẫy ở trong tấm lòng của những người cầu thay trong Hội Thánh của Ngài. Sehingga mereka semuanya dengan sukarela dan sukacita berdoa, bersyafaat, berpuasa, mencari Allah bagi setiap anak-anak Tuhan. Nguyện xin Chúa là cho họ trở thành những người mà sẵn lòng và có sự vui mừng để cầu thay cho dân sự Chúa, cầu thay cho con cái của Ngài. Terima kasih untuk hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài cũng như lời của Ngài buổi tối hôm nay. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Mọi sự tôn quý, vinh hiển đều thuộc về chính Chúa Jesus Christ của chúng con. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Đặc biệt cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư rất là nhiều vì đã có lời Chúa cho Hội Thánh ở trong buổi tối giờ hôm nay, và đầy kính mừng mục sư Bảo sẽ có lời cảm ơn tới mục sư và con người ta. Hello. Hello, bác tài. Cảm ơn Chúa vì sẽ được tối hôm nay. Rất là cảm ơn mục sư vì rất là thực tế cho chính tôi cùng hết thảy nhân sự của Chúa để sẽ được buổi tối này. Đặc biệt là về vấn đề sự kiêng ăn hay là giả hành của tôn giáo. Chúng ta cũng chào ta. I forgot to translate. I forgot to tell you what he's talking about. Yeah, thank you for the message tonight. Thank you for reminding us about the fasting and about religious hypocrisy. Thấy mình cũng dễ dướng vô ở chỗ là giống như mình kiêng ăn tới chiều cái mình nói ôi sáng giờ kiêng ăn giờ ăn cho nhiều vô. Yeah, sometimes we also get a miss fall into the mistake like we already fast all day, yeah, until afternoon, yeah, it's time to eat a lot, kind of like that. Thank you for the practical message. Thank you for sharing. Yeah, xin mời nhà mục sư cầu nguyện cho những anh chị em nào có nhu cầu ạ. Now it's time to pray for those who have prayer requests. Dạ, ban kỹ thuật. Yeah, thank you so much for your sermon. It's wonderful. God bless you more and anoint you more. Yeah. Có cô chú anh chị em nào cần cầu nguyện nhiều mà xin giơ tay lên ạ. Dạ, xin mục sư cầu nguyện cho cô Thí Kiều ạ. Cô Thí Kiều mở mic lên ạ. Mục sư cầu nguyện giùm mà
gan nhiễm mỡ với đau bao tử đó Lan. She has the same problem like stomachache and yeah, how to say that one? Yeah, I remember her. Yeah, I remember. I forget the word. Sorry. Okay. Yeah, I remember. Don't give up, ma'am. Yeah. Xin cô đừng có bỏ cuộc. Don't give up. Yeah. Put your trust on him. Hãy cứ đặt lòng tin cậy của mình nơi Chúa. Remember, our God is our Father. Hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là Cha của chúng ta. Don't think that God lead you in this difficult situation. Đừng nghĩ rằng Chúa là đấng dẫn cô vào trong cái hoàn cảnh này, trong sự khó khăn này. If you have problem with your body, with your healthy, it means that our Father will always take care of you. Và nếu như hiện tại cô Kiều đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe của mình thì cũng cô Kiều cũng phải biết rằng Chúa luôn luôn là đấng giúp đỡ cô. I want always to remind you that He's our Father. He allow you in this situation. Và tôi vẫn cần phải nhắc luôn là chính Chúa là Cha của cô Kiều và chính Chúa cho phép cái hoàn cảnh này, cho phép những vấn đề về sức khỏe này xảy ra. He wants to pour out his love unto you. Ngài muốn tuôn đổ tình yêu thương của Ngài lên trên đời sống của cô. Okay. Don't give up. Nên cô đừng có từ bỏ việc cầu nguyện, đừng bỏ cuộc. Close to him and ask his wisdom for you. Hãy đến gần với Chúa hơn và cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. I believe that our Heavenly Father will strengthen your faith, will strengthen your heart. Và tôi tin rằng chính Cha Thiên Thượng sẽ làm cho đức tin của cô như tấm lòng của cô được mạnh mẽ. There is no difficult situation can split his love from you. Và không có một hoàn cảnh khó khăn nào có thể phân cách, phân rẽ cô Kiều khỏi Đức Chúa Trời. Okay, let us pray. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho cô Kiều. Heavenly Father, I pray for her. Lạy Cha Thiên Thượng, con cầu nguyện cho người chị em này. I ask your spirit to strengthen her right now. Con cầu nguyện xin Thánh Linh Chúa khiến cho cô Kiều được mạnh mẽ ngay lúc này. Touch her right now, Jesus. Xin Chúa động chạm đến cô Kiều ngay thì giờ này. And let your spirit drive her heart close to you, closely and closely more. Xin Chúa cũng giúp đỡ để cho chính mình, Chúa là đấng kéo tấm lòng cô Kiều gần gũi với Chúa càng hơn. I believe that your love greater than her difficult situation. Và con tin chắc rằng tình yêu thương của Ngài dành cho cô Kiều là lớn lao hơn những hoàn cảnh khó khăn mà cô đang gặp phải. Father, I believe that your hand always upon her. Vậy Cha, con tin rằng tay của Ngài luôn đặt trên, để trên đời sống của cô Kiều. I believe that your hands always hold her. Và con cũng tin rằng tay của Ngài luôn giữ chặt cô. In the name of Jesus, bless her, Jesus. Trong danh Chúa Giêsu, xin Ngài chúc phước cho cô. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Xin Chúa chữa lành hoàn toàn cho Quý Thí Kiều. Amen. Dạ, con mời Chúa Tỏ rồi. Chúa Tỏ sẽ đối nhu cầu của mình để một sư cầu nguyện với Chúa. Rồi, nói đi. Mục sư cầu nguyện cho con khối u gan đa ổ. Dia punya tumor di ginjalnya. Khối u gan là mình đã đến bác sĩ chưa ạ? Dạ, đến bác sĩ rồi, bác sĩ kêu đi thành phố vô quá chắc mà em không có đi.
Saya tanya sudah ke dokter belum, sudah. Dan dokter ajukan untuk masukin operasi. Bukan yang chemical, bukan chemical ya. Okay. Untuk kanker itu loh. Kira gitu ya. Tapi dia nggak mau datang, nggak mau pergi. Your decision to find God's grace is right. Yeah. Quyết định của anh tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ân điển của chính mình Chúa là một quyết định đúng đắn. I believe that our Heavenly Father, Amen, see your heart and He knows what you face. Và tôi tin rằng chính Cha Thiên Thượng của chúng ta nhìn thấy tấm lòng của anh Toản cũng như là những điều mà anh đang gặp phải, hoàn cảnh mà anh đang gặp phải. Don't be afraid. Và anh đừng có sợ hãi gì hết. Our Heavenly Father is teaching you now. Cha Thiên Thượng của chúng ta đang dạy cho anh Toản. He teaches you to grow up in your faith. Dạy để đức tin của anh ngày càng tăng trưởng lên, lớn lên hơn ở trong Ngài. Let us pray. I believe that God will show His grace for you. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện và tôi tin rằng Ngài sẽ bày tỏ ân điển của Ngài trên đời sống của anh Toản. Father, I pray for this man. Lạy Cha, con cầu nguyện cho người anh em này. I believe that your hand can heal him. Con tin chắc rằng tay của Ngài có thể chữa lành cho anh. And I ask your blessing for him, Jesus. Con cầu xin ơn phước của Ngài trên đời sống của anh. I ask your miracle for him, Jesus. Con cầu xin phép lạ đến từ nơi Ngài đến trên đời sống của anh Toản. In the name of Jesus, I ask your blessing, I ask your miracle, heal him, Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu, con cầu xin ơn phước cũng như phép lạ đến từ nơi Ngài đến trên anh Toản, xin Ngài chữa lành cho anh. And I ask your peacefulness fulfilled in his heart. Và con cũng cầu nguyện xin sự bình an đầy dẫy của Ngài sẽ đầy dẫy trong tấm lòng của anh. In the name of Jesus, bless him right now. Trong danh Chúa Giêsu, xin Ngài chúc phước cho anh ngay bây giờ. Amen. 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 Xin Chúa chữa lành đường tội của Chúa Toản. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sư và cô. Cảm ơn Chúa. Và như lần gọi Chúa Giêsu chịu thì chúng ta được lành hoàn toàn. Amen. Đã ơn Chúa. Dạ, còn cô chú anh chị em nào cần cầu nguyện nô ạ, xin cô chú anh chị em của mình giơ tay lên ạ. Nếu mà không có cô chú nào cầu nguyện thì con xin mục sư cầu nguyện cho con. Dạ, con xin mục sư cầu nguyện chữa lành cho con, để Chúa cho con được khỏe, không có bị sổ mũi với lại bị đau họng nữa mục sư ơi. Cảm ơn Chúa. Dạ. Em nói tiếng Anh luôn đi. Dạ. Pray for me, Pastor Rung. I have runny nose. Runny nose and sore throat. Sore throat. Yes. Yeah, please pray for Lam now. She's having a cold, I think, a catching a flu. She has runny nose and a sore throat. Yes. Yeah. Lam, thank you for everything. You really help us. Wonderful. Cảm ơn Lam. Cảm ơn về mọi việc mà Lam đã làm. Đã rất là giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Okay, let's go pray for. Okay, Jesus, I pray for Lam right now. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho Lam ngay thì giờ này. Strengthen her, bless her. Xin Ngài thêm sức cho Lam, chúc phước cho Lam. Heal her, Jesus, from influenza, from running nose and problem in her throat. Con cầu nguyện xin Chúa chữa lành Lam khỏi chứng cảm cũng như là sổ mũi và đau họng. Bless her life, use her to glorify your name. Xin Chúa chúc phước cho đời sống của Lam và sử dụng Lam để làm vinh hiển danh của Ngài. Bless her study, bless her family, bless her ministry.
Xin Chúa chúc phước cho việc học của Lam, cho gia đình của Lam cũng như cho chức vụ của Lam. In the name of Jesus, amen. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Amen, hallelujah. Thank you so much, Pastor, Pastor Arun and Sister Ruth. Thank you. God bless you all. You're welcome. Please, blessing first. Pray blessing, over the church, yes. Ya, ya, kita berdoa ya. Blessing over the church. Ya, berkatmu malam hari ini dicurahkan untuk setiap umatmu, Tuhan. Nguyện ơn phước của Chúa buổi tối hôm nay sẽ được tuôn đổ trên con cái Ngài. Berkati setiap keluarga. Xin Chúa chúc phước cho tất cả các gia đình ở trong hội thánh của Chúa. Berkati setiap pekerjaan anak-anakmu. Xin Chúa chúc phước trên công ăn việc làm của con cái Ngài. Mereka yang masih studi, Tuhan juga memberikan hikmat kepandaian. Những người đang còn đi học, xin Chúa cũng ban cho họ có sự khôn ngoan. Hamba berdoa untuk orang-orang tua, berikan terus kesehatan supaya mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gerejamu juga. Xin con cũng cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong hội thánh, nguyện xin Chúa sử dụng họ là một cách diệu kỳ để làm những người cầu thay cho hội thánh của Ngài. Hamba berdoa untuk Moksupau juga dengan tim pengembalaan, Tuhan berikan urapan, Tuhan berikan hikmat. Và con cũng cầu nguyện cho Mục sư Bảo cũng như là những anh chị em nhân sự ở trong hội thánh, nguyện xin Chúa ban ơn và sức giàu trên họ. Malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap para pengajar, pemberita firman Tuhan yang setiap malam berbicara mengajar untuk anak-anakmu. Con cũng cầu nguyện cho hết thảy những người rao giảng lời Chúa, những tôi tới Chúa dự phần trong việc chia sẻ lời Chúa mỗi một buổi tối. Berkati mereka semua, Tuhan. Xin Chúa cũng chúc phước cho hết thảy họ nữa. Mengucap syukur buat hadirat Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Con cảm ơn Chúa một lần nữa về sự hiện diện và lời của Ngài. Kemuliaan bagi nama Kristus, Raja di atas segala raja. Mà sự vinh hiển đều thuộc về Chúa Giêsu Christ là vua trên muôn vua. Amen. 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 Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư rất là nhiều. Vậy giờ này quý ông bà anh chị em có thể mở mic, mở camera của mình để chào nhau và cảm ơn mục sư cũng như là gửi lời chúc phước lại cho mục sư cũng như là anh chị em của mình. Con cảm ơn cô chú, Chúa ban phước cho cô chú vì đã dành thời gian để nhóm với hội thánh thiên ái. Xin Chúa ngài ở cùng và tiếp tục ban phước cho cô chú. Mỗi ngày cô chú đi ra và sẽ có kết quả lớn lao với Chúa để cứu chuộc những linh hồn ngoài kia trở về với Chúa. Cảm ơn Chúa sức giàu và thêm sức lại cho cô chú anh chị em. Shalom.